Dạ, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Tuy cả lao phù sa na về ramani thế khả bà năng sắp mà đi già mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vị ca la phù chát na we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nát chắc gì ta hoài đi ta đi tu cái đó sanh mà là gần thôi đề đó thà ra nam mình đó na vi phu sanh thà na về ra mani thế kha bà đằng sắp mà đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagita wa ditavisu kadasana ma la gan tavile panatha janaman dana vifu sanatana we jamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Ok cà sẽ dân ạ mà hà sẽ dân à quê ra mani sẽ khà bá đằng sa mà đi già mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Mahasayana Ue Jamani Sikha Padang Samadhiya Mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Athang Gassamana Gatang Uthapanyatang Uposatha Imang Charatin Imang Chatiwasang Samadeva Afirakitum Samadhiya Mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani ubosasi varasena iman charatan iman jadivasang sa thukang kattava apmamadena sammarakhitappang bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phàn tê chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ lê na su tân danh tị sĩ lê na phu sam ra sĩ lê na ni po tân danh tị ta sma sĩ lăng vui so tha dê người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thuộc lành thai Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niệm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niệm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung.
Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương lan có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi bình thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, lành thai. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Thành đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ ngài Trời Siêu, chúng tôi giác đẳng cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Sa thu lần hai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn cô Hoài Ngọc. Nam mô Bụt Thầy Giới. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên mạng internet qua bài talk Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Metabanya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đại ngũ. Hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Phật lịch 2565. Giáo trình Thắng Pháp Avitamma. Bài 81, diễn trình tâm, nối kết tự sanh, phần 3. Diễn trình tâm, cận tử và tục sinh. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thần tòa Đề Siêu bi hoan hỷ nhận nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. And Bhopathai. Kính lễ Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính thưa quý vị, là trên trạng tưởng ở trong cái cuộc sống này nó có hai trường hợp, một là tưởng ngụ môn, hai là tưởng bằng cái lộ tâm y môn. Các vị phàm phu
và thánh vô học thì có thể tử bằng cái lỗ u môn và y môn. Nhưng mà đối với lộ kiên tịch của vị A-la-hán thì luôn luôn họ tử bằng cái lộ y môn, chứ không có tử bằng, không có viên tịch bằng cái lộ ngũ môn. Dù cho vị A-la-hán viên tịch thông thường, không có liên thiền liên thông, không có phản kháng chi thiền, cũng bằng cái lỗ y môn thôi. Mà phản kháng đạo quả, cái tuệ, cái lỗ phản kháng đó là trường hợp một vị a la hán đắc đạo tục mạng thì cũng diễn ra sau cái lỗ phản kháng đó, là cái lỗ tử y môn mà chúng ta cần nhớ. Lẽ thứ hai nữa là hôm nay chúng ta chỉ học có cái thiết định của lộ tử ngũ môn thôi. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ bàn thêm cái vấn đề này, vì không phải lộ tử ngũ môn lúc nào cũng là có diễn ra cái tâm ta đà la ba đá, và có đôi khi chỉ là kết thúc bằng cái tâm động lực cho ba đá thôi rồi tử. Bởi vậy ở trong tháng pháp luận của ngài Anuruddha có đề cập cái tâm tử chú thích chích tá. Rồi nó xảy ra hai trường hợp, một là nằm ở giữa cho quanh đá và bất thiết sanh thí, cái tâm động lực và tế tục. Một trường hợp thứ hai là chú thích chích tá, là tâm tử nó diễn ra ở giữa tâm ta đa la ba đá, tâm na cảnh hay là tâm dư hưởng và cái tâm tế tục bất thiết sanh thí. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học chỉ có một cái biểu đồ lộ tâm, mà chót lộ tử đó là kết thúc bằng ta đa la ba đá, như vậy chúng ta vẫn còn thiếu, chúng ta còn thiếu một trường hợp. Cái vấn đề này chúng tôi sẽ bàn sau. Thì tôi tự xin qua kỹ xem lại biết ở trong lúc không còn gì. Thì tôi tự xin thỉnh 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 tổng qua kỹ cầm biết lại trong room không còn nghe được nữa. Không biết thì tôi tự xin có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ thiền tọa thực siêu đang gặp khó khăn với đường truyền. Chúng ta kiên nhẫn một chút. Mà thiền tọa thực siêu thường tọa có nghe được không vậy? Và nếu thiền tọa nghe được, xin thỉnh thiền tọa hoan hỷ cảm biết. Có lẽ là đường truyền của thiền tọa thiền sư gặp vấn đề, quý vị kiên nhẫn chút nhất. Bạch thiền tọa thiền sư xin hỏi một lần nữa, thiền tọa có cảm biết được không? Thôi thì mời quý Phật tử Hoan Hỷ đọc cho phần bài học ngày hôm nay đi. Dạ,
Chúng ta sẽ trở lại với thiền tập tu siêu sau. Xin mời quý vị cứ đọc cho phần bài học đi, đọc bài học. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Giáo trình thắng pháp và vi tâm má. Bài 81. Những trình tâm nối kết tự sanh. Phần 3. Những trình tâm cận tử và tục sinh. Những trình tâm cận tử. Trong bài học này, nói về những trường hợp của tự sanh, của tất cả chúng sanh còn luân hồi. Tử hay sanh, dù chỉ là một sát na, nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Hai trường hợp cận tử được phân định riêng biệt trong giáo trình truyền thống là: một, diệu trình tâm ngụ môn. Cận tử là trường hợp trong lúc lâm chung có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc tác động tâm thức qua ngụ môn. Thí dụ, lúc mất nghe tụng kinh hay nghe tiếng khóc của người thân, hoặc sự đau đớn của thân xác. Hai, dường trình tâm ý môn cận tử là trường hợp cái chết xảy ra không qua ngụ môn. Trên thực tế thì rất khó cho một người quan sát bình thường biết được người mất với dường trình tâm ngũ môn hay ý môn. Sự liệt kê tỉ mỉ của dường trình tâm cận tử đôi khi làm rối trí người đọc, nên ở đây chỉ chú trọng đến những điểm quan trọng bằng cách đưa ra một diễn trình tâm cận tử và tục sinh tiêu biểu với những chú thích đáng ghi nhớ. Diễn trình tâm cận tử luôn luôn chỉ có năm sắc na tâm xử lý. Chính năm sắc na tâm xử lý này quyết định tâm tục sinh. Chỉ có năm sắc na bởi vì cuộc sống hiện tại sắp kết thúc, nên tâm yếu, nhưng cảnh vẫn có thể gây ấn tượng mạnh, nên vẫn có trường hợp sanh khởi hay tâm dư hưởng. Cảnh của năm tâm xử lý này tạo thành cảnh của sát na tâm tục sinh và tiềm thức cho kiếp sống tiếp theo. Có những cảnh do sự trạng lại như sở hành, khamma, hay nghiệp tướng, kamma mita, cũng có cảnh ứng hợp với những cảnh giới tái sanh, katimita. Do sự yếu ớt của tâm lúc cận tử, nên khoảnh khắc này rất dễ bị chi phối. Dù chẳng tâm xử lý và tử, có thể có hai tâm dư hưởng, hay sát na tiềm thức, hoặc không có cả hai. Điều này tạo nên sự liệt của nhiều diễn trình tâm thuận cử, cận tử khác nhau, nhưng chỉ là ghi nhận những gì có thể xảy ra, không quá quan trọng để tạo nên những biểu đồ riêng biệt. Tâm tử tuy có thể xem là sắc na tiềm thức, bhavaga, hay cùng sau cùng, nhưng chức năng có khác. Tâm tử chưa cả mạnh lực của nghiệp kết thúc đời sống hiện tại. Đời sống của chúng sanh thay đổi rất lớn, từ kiếp này sang kiếp khác, về chủng loại, tư chất, bản tánh. Chính tâm tử là dấu chấm hết. Tâm tục sinh khởi đầu kiếp sống với những yếu tố quyết định. Theo thắng pháp và tâm tạng Pali nói chung, đối chúng sanh còn luân hồi thì sau sát na tâm tử của kiếp này thì lập tức sanh khởi tâm tục sanh kiếp sau. Trường hợp sanh vào cõi vô tưởng chứ không có giai đoạn trung ấm, không là bất cứ loại chúng sanh nào. Tâm tục sanh tuy chỉ là một sát na
nhưng chưa cảm trọn vẹn năng lực của sanh nghiệp. Sát na tâm này mang những yếu tố quyết định cho cả kiếp sống mới. Một người tục sanh bằng tâm quả ly trí thì trọn kiếp không thể đắc thiền hay đạo quả. Tiềm thức là phiên bản của tâm tục sanh, nhưng không mang những yếu tố quyết định như tâm tục sanh. 14. Sát na tiềm thức sanh khởi ngay sau tâm tục sinh. Tiềm thức Vavaka là tâm chiêu cảm mệnh lực của trì nghiệp, nên Ngài Tịnh Sự dịch là tâm hộ kiếp. Hòa Thượng Minh Châu dịch sát văn là tâm hữu phần, có nghĩa là thành tố của sự tồn tại. Trạng thái giống như tâm tục sinh. Patisan Vipinyana. Nhưng tiềm thức có chức năng hoàn toàn khác biệt. Vì kiếp sống mới bắt đầu nên bắt buộc phải có 14 sát na tiềm thức sanh khởi. Như cách nói, mới dời về chỗ mới cần chút ổn định trước khi bắt tay làm việc. Đối với những cõi, cảnh giới tục sinh, ngũ quẩn, có cả vật chất và tâm thức, thì 14 sát na tiềm thức nối sâu tâm tục sinh cần thiết cho sự tương thích giữa tâm và sắc quẩn. Hoặc thức đầu tiên là tâm xử lý, Javana, chỉ có 5 sát na và là tâm tham. Tất cả chúng sanh còn luân hồi đều có sự chi phối của ái, tâm hàm, nên hoạt thức đầu tiên hiện khởi là tâm tham, dù là trong cảnh vui hay khổ. Có thể nói, điều này là một trong những lý giải tại sao luân hồi sanh tử luôn có sự chi phối của vô minh và ái. Bởi vì quá mới nên tâm chưa đủ mạnh, nên hoạt thức xử lý chỉ có 5 sát na. Tái sanh trong cõi dục giới có 2 tâm dư hưởng tiếp theo 5 sát na tâm xử lý. Vì tâm tham là hoạt thức đầu tiên sanh khởi, nên trong khi tái sanh trong các cõi dục giới luôn được tiếp nối bằng tâm dư hưởng vì tính cách thô thiển nhưng mạnh mẽ của dục giới. Một số chi tiết quan trọng khác của diện trình tâm tục sinh sẽ được nói tới khi sang phần người, cõi, nghiệp. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đạo từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sau 2 bài học trước, một bài học nói về những ngộ nhận về tiến trình sinh tử, và bài học tiếp theo là những cái ghi nhận tổng quan về cái tiến trình sinh tử. Bây giờ thì chúng ta lại chính thức đi vào phần diễn trình tâm, tức là diễn trình tâm thần tử và tục sinh. Thật ra thì một số các vị dạy học thì hay tách ra diễn trình tâm thần tử riêng và diễn trình tâm tục sinh riêng. Chúng tôi thì không muốn như vậy mà muốn gom chung. Thành ra chúng tôi gọi là diễn trình tâm tử sanh. Dạ, tử sanh. Tức là chết rồi nối tiếp giữa kiếp này và kiếp sau. Bởi vì thật ra khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rằng tách rời ra nó chỉ làm cho chúng ta gián đoạn cái dòng tư tưởng. Thành ra tốt hơn hết là hai cái gom chung. Và chúng tôi cũng thưa với quý vị rằng một cái vấn đề mà những người học Thắng Pháp thường gặp phải đó, đó là có quá nhiều con số trong một bài học và quá nhiều bảng liệt kê. Và do những cái bảng liệt kê với những biểu đồ như vậy đó khác nhau, nó làm cho quý Phật tử học rất là rối.
Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ ở gần ngày thực sự đó, thì ngài có làm một cái biểu đồ lộ tông lớn lắm. Mà chúng tôi nhớ là xếp lại một trang giấy mà xếp lại nhiều lần một sắp dày vậy đó, và mở ra một bản đồ lớn, ở trong đó có cả hàng trăm lộ tông được vẽ một cái chi tiết. Thì thật ra chúng tôi nghĩ rằng những cái liệt kê hay là những cái biểu đồ mà chi tiết như vậy đó, nó chỉ giúp cho cái người mà thỉnh thoảng nghiên cứu lại, đọc kỹ lại sau khi quý vị đã biết nhiều rồi đó, đọc kỹ lại thấy rằng à, trường hợp đó có xảy ra. Nhưng mà đối với chúng tôi thì đôi khi nó không cần thiết phải vẽ thêm, phải vẽ thêm nhiều, mà chúng ta chỉ cần lấy một cái biểu đồ mà dài nhất, rộng nhất, rồi từ chỗ đó chúng ta sẽ cắt bớt lại, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như là mình nói là diễn tần trình tâm cận tử ngũ môn, thì nó có khai khai ngũ môn, rồi ngũ xung thức tiếp, rồi tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định, rồi mới động lực. Trong lúc đó thì từ ngũ môn chúng ta đổi qua cận tử, thì chúng ta chỉ bỏ cái phần, bỏ phần đầu là khai ngũ môn cho đến kiểm tra, chúng ta vào với khai y môn, rồi tâm xử lý. Thành ra cái cách học của chúng ta ở tại đây, quý vị nên lưu ý rằng khi chúng ta vẽ biểu đồ thì chúng ta dùng một cái biểu đồ dài nhất, dài nhất. Chúng ta không muốn dùng nhiều biểu đồ, mặc dù ở trên thực tế nhiều biểu đồ nó cũng có lợi, nhưng mà chúng tôi chỉ sợ quý vị phân tán tâm. Cũng giống như người ta nói rằng mình có hai con mèo lớn mèo nhỏ đó, thì mình chỉ cần vẽ, chỉ cần khoét cái lỗ lớn thì mèo lớn qua được, mà cái lỗ nhỏ của mèo nhỏ cũng có cái lỗ lớn của mèo nhỏ cũng qua được, thành cứ một lỗ thôi, chứ không nhất thiết là chúng ta phải khoét hai hai cái lỗ, một lỗ cho mèo lớn, một lỗ cho mèo nhỏ chui qua, ví dụ như vậy. Thưa quý vị, ở trong bài học này đó, thì thay vì chú trọng vào liệt kê nhiều cái tiến trình tâm khác nhau, chúng tôi đặc biệt nêu lên những cái trọng điểm, và đáng nhớ và đáng chú ý và đáng nhớ ở trong lúc chúng ta sắp mà mình chung và khởi đầu cho đời sống mới. Thì như tất cả quý Phật tử đều biết đó là cuộc sống luân hồi sanh tử nó là một cái dòng sanh diệt, từ đời này sang đời khác, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nhưng mà riêng cái gọi là một kiếp sống thì nó có những cái ảnh hưởng của giây phút ban đầu kéo dài đến kiếp chót. Ví dụ như mình sanh ra là người Việt Nam, là người da vàng, là một người đàn ông, người đàn bà, thì cái khởi điểm mà quyết định về giới tánh, quyết định về mình là ai đó, nó là một sự bắt đầu, và tới khi nó kết thúc đó, thì cái sự bắt đầu và kết thúc đó đó nó gọi là một kiếp sống. Và khi một kiếp sống mà gần chấm dứt đó, thì thưa quý vị, nó tương tự như là hàng ngày có những lúc mình rời nhà đi ra ngoài, thì cái chuyện mình rời nhà đi ra ngoài nó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mình dọn từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới, thì cái lần cuối cùng mà rời nhà đó, nó lại là một cái cột mốc mà chúng ta phải lưu ý. Nó rất là khác biệt với những cái chuyến rời nhà bình thường. Thì cái diễn trình tâm thức ở cái giai đoạn cuối cùng đó, nó lại rất là quan trọng. Do đó ở trong kinh thường gọi là diễn trình tâm cận tử. Thì trong cái diễn trình tâm cận tử này đó, có hai trường hợp. Khi nãy thượng tọa Thiền sư chỉ nhìn vào biểu đồ, thành ra thượng tọa nói rằng hôm nay chúng ta chỉ học về diễn trình tâm ngũ môn, nhưng mà thật ra cái biểu đồ này là biểu đồ tiêu biểu thôi. Tiêu biểu tức là lấy một cái để làm, chứ thật sự là chúng tôi đề cập đó, tất cả những gì đề cập còn lại đều là có chung cả ngũ môn và ý môn. Thì sự khác biệt giữa ngũ môn và ý môn như vậy là có nhiều khi trong giây phút cuối cùng đó,
chúng ta bị chi phối bởi năm cảnh sắc thinh khí vị xúc. Có nhiều lúc chúng ta rời khỏi thế giới này với cái tâm, những trình tâm cuối cùng đó không có qua ngũ môn, chúng ta gọi là ý môn. Lấy ví dụ trường hợp là có những người họ chết, và trong lúc họ chết bởi vì họ phẫn uất, họ nhìn trừng trừng kẻ thù của mình, người giết mình họ nhìn trừng, họ không nhắm mắt nhưng họ nhìn trừng trừng, thì rất có thể là cái cảnh sắc, tức là cái ấn tượng để nhìn bằng thấy cuối cùng đó, nó đóng một vai trò, nó tạo thành tâm diễn trình tâm cận tử nhãn mục. Hay là một người có thể nghe cái tiếng tụng kinh, ví dụ như người đó rất là hoan hỷ với kinh Pali, khi nghe tụng kinh đó, trong cái tâm cảm giác đặc biệt, thì có thể người đó sẽ có một cái diễn trình tâm cận tử qua cái diễn trình gọi là nhĩ mục. Nhĩ mục, một cái mùi hương nào đó, như là có những người bỗng nhiên lúc họ xâm lâm chung, họ nghe một mùi hương trầm hay là mùi hoa thoảng, khiến cho cái hồi ức nó trạng lại những cái gì liên hệ. Một người thường thắp nhang cúng Phật, tự nhiên vào giờ chót có mùi hương, bỗng nhiên là họ nhớ đến những giây phút họ cúng Phật chẳng hạn. Thì hoặc giả là một cái vị mà lúc sắp chết bị ép phải uống thuốc độc, đang uống thuốc độc đó, thì có thể là cái dư vị của thuốc độc đó, nó đắng hay sao, nó vẫn tồn tại trong miệng của họ, nó cũng tạo ra một cảnh. Hay là lúc họ chết, họ bị tai nạn, lúc họ đau đớn, và họ có một cái diễn trình tâm cận tử với cái lộ gọi là lộ thần mục. Thì những trường hợp đó đều có thể xảy ra. Và nó cũng có trường hợp thường cũng xảy ra, đó là diễn trình tâm chết đi bằng cái diễn trình tâm cận tử ý môn, tức là không qua năm cảnh trên. Thì thưa quý vị, cả hai ngũ môn và ý môn đều có xảy ra, nhưng mà ở đây là trên phương diện phân tích thôi. Còn chúng ta quan sát ở bên ngoài đó, ví dụ chúng ta đứng ở bên cạnh một người sắp chết, chúng tôi có rất nhiều lần đứng cận sắp chết đó, thì thật ra mình không biết được, thưa quý vị, mình không biết được. Ví dụ như là một người họ đang nhắm nghiền đôi mắt, và tâm kế của họ cho biết rằng cái nhịp tim của họ ngưng lại, thì mình biết người đó vừa mất. Nhưng mà vừa mất á, thì mình không biết là họ mất là trong lúc mình đang tụng kinh, đang nói pháp, hay là họ mất á, là cái tâm họ nó chìm vào ở trong một cái ý nghĩ nào đó. Nó tương tự như là mình ngồi kế một bên một người bạn nói chuyện á, thì mình khó có biết rõ một cái chính xác, trừ khi mình có tha tâm thông á. Còn bình thường có chính xác là người đó đang nghe mình nói, hay là đang miên man với ý tưởng gì đó. Mặc dù mình nói chuyện, người đó cũng dạ dạ rồi gật đầu rồi cũng có phản ứng, nhưng mà đôi khi chúng ta có thể biết được rằng không phải chỉ họ chỉ có nghe một cái tâm chúng, mà có thể cái tâm họ còn lãng vãng, nhớ nghĩ suy diễn về cái gì đó, nó thuần thuộc về ý môn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là mặc dù ở trong cái trình bày đó thì nói rằng diễn trình tâm cận tử có ngũ môn và cái ý môn, nhưng mà trên cái phương diện thực tế đời sống hàng ngày đó, nếu chúng ta không có phải có tha tâm thông, hay là như Đức Phật và các vị thánh mà có thằng thần thông đó, thì chúng ta đừng đoán mò là người đó lúc mà họ ra đi mình tụng kinh như vậy, hay là lúc ra đi họ nghe tiếng như vậy, hay lúc ra đi họ đau đớn như vậy, là bằng lộ ngũ môn hay lộ ý môn. Cái đó rất là khó biết. Tại vì ngay khi mà họ nghe cái tiếng khóc của thân nhân họ, chúng tôi lấy một ví dụ như là có một vị tỳ kheo bị chết trong lúc con cọp nó đang ngoạm trong miệng, nó đang nhai vị này, thì vị này dùng cái đau của cái thân á, để làm cái một quán về vô thường khổ vô ngã đó, thì vị này thành tựu quả vị A-la-hán, và trong thành tựu quả A-la-hán vị đã niết bàn. Vị đã niết bàn. Thì như vậy đó, chúng ta không có nói rằng vị đó đã ra đi bằng cái sự đau đớn của thể xác, mặc dù có xảy
là con cọp đang nhai ngấu vậy đó. Nhưng mà cái tâm mình nó làm việc rất là nhanh, rồi khó biết lắm. Đừng cố gắng đem áp dụng điều này trong thực tế, và đừng có đóng mò. Chúng ta đóng mò thì chúng ta không có biết được. Ở đây thì thưa vị, có trường hợp mà có điểm mà chúng ta để ý khi mà chúng ta sắp mất đó, thì cái tâm gọi là tâm xử lý, mà chúng ta thường gọi là tâm động lực, nó tương đối, nó yếu, nhưng mà nó yếu về mặt tâm chứ không phải yếu về mặt cảnh. Dạ, chúng tôi nói như vậy, quý vị phải để ý. Về phương diện cảnh đó, nó cũng có thể có trường hợp nó rất là mạnh để nó có cái tâm dư hưởng, nhưng trên phương diện tâm nó yếu, tại vì cuộc sống đã đi đến gần đến chỗ chung cuộc. Chúng tôi xin lấy một cái ví dụ là trong trường hợp mà một công ty buôn bán mà họ bị phá sản và họ sắp đóng cửa tiệm, thì có thể là ở trong cái ngày cuối cùng họ đóng cửa tiệm, trong ngày cuối cùng họ vẫn buôn bán, vẫn có buôn bán, nhưng cái buôn bán nó không giống bán mỗi ngày, nó đã yếu hơn rất là nhiều. Thật ra khi mà lộ tâm cần tỉnh thì luôn luôn chỉ có sát na tâm xử lý, và năm sát na xử lý, tại vì cái sự yếu ớt do đời sống sắp kết thúc. Nhưng mà cái yếu ớt thì thuộc về tâm chứ không thuộc về cảnh thế. Do đó nó vẫn có trường hợp là sau cái tâm xử lý, năm cái sát na tâm xử lý, hay là năm sát na tâm động lực chavana đó, thì nó lại có cái tâm dư hưởng, hoặc giả là nó có một cái hộ ở tâm, một cái sát na tiềm thức xen vào trước khi tâm tử, hoặc giả là giữa cái tâm xử lý và tâm tử, tâm xử lý xong đi với tâm tử, chứ nó không có xen vào giữa một cái sát na tiềm thức hay là một sát na của tâm tử. Cái này là cái mà chúng ta nên đặc biệt lưu ý. Thì có lẽ trong những bài học trước á, và trong những trước quý Phật tử cũng có được nghe nhiều lần, và hôm nay thì chúng tôi xin đặc biệt nhắc lại, và đặc biệt nhắc lại về cái tâm xử lý đó, phải để ý. Dạ, chúng ta phải để ý, tuy rằng nó có năm sát na thôi, dạ, năm sát na ở trong cái diễn trình tập cuối cùng, năm sát na, nhưng mà năm sát na này vô cùng quan trọng, dạ, quan trọng lắm, rất là quan trọng. Tại vì thứ nhất là năm sát na này nó không phải là quả của nghiệp, mà nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp. Dạ, năm sát na này nó phải là quả của nghiệp, nên nó có thể được can thiệp thế này hay thế khác. Năm sát na này đó, nó lại ở trong tình trạng rất là yếu, và rất là yếu. Như chúng tôi nói rằng, một cái công ty mà họ đang làm việc bình thường á, thì họ có cái thế thần, họ có cái mạnh dạng của họ. Nhưng mà khi mà họ sắp đóng cửa, và họ sắp phá sản, họ sắp đóng cửa đó, thì cái gì nó cũng ở trong tình trạng rất là lỏng lẻo. Dạ, rất là lỏng lẻo, từ vấn đề an ninh bên ngoài và vấn đề cái trình tự làm việc ở bên trong, bởi vì ai cũng chuẩn bị đi dọn đồ để đi hết. Nên trong giây phút cuối cùng, thường khi cái chết xảy ra, đối với phàm phu, chúng ta không nói các vị thánh nhân, các vị phàm phu thì trong giây phút cuối cùng thì nó bị dễ bị ảnh hưởng nhiều thứ. Thí dụ như là hàng ngày mà mình đi đâu mà con cái nó khóc, bạn bè khóc, mắt thì nó không ảnh hưởng đến mình nhiều. Nhưng mà lúc chúng ta sắp rời khỏi thế giới này đó, thì cái tiếng khóc kể kêu la của con cái đó, nó sẽ ảnh hưởng người chết rất là mạnh. Dạ, ảnh hưởng rất là mạnh. Nên đó là lý do tại sao mà trong cái giây phút chót rất là cần sự hộ niệm, rất là cần một cái tác động tích cực để giữ cho cái tâm vị này mạnh đi. Và năm cái sát na động lực này được thí dụ như là những cái con bò ở gần cửa, ở trong một cái chuồng bò hàng ngàn con bò, như ở Mỹ này có những nông trại ngàn con bò,
khi mở cửa ra đó thì con bò đó ở gần cửa nó sẽ chạy ra. Thì tương tự như vậy, ở trong giây phút cuối cùng của đời sống đó, mặc dù trong đời mình đó, là mình đã có rất nhiều cái nghiệp được tạo và nghiệp thiện bất thiện trong đời sống, nhưng mà trong giây phút cuối cùng thì chính năm sát na tâm xử lý, tâm chavana, động lực chavana đó, tâm xử lý này đó, nó sẽ chịu trách nhiệm, nó sẽ là cái tâm tạo ra cái tâm tục sinh. Dạ, tạo tâm tục sinh. Quý vị nhớ là cái mấu chốt này rất là quan trọng. Mặc dù ở giữa đó còn có những sát na như tâm dư hưởng, hay là tâm, hay là tiềm thức, hay là tâm tử, nhưng mà có một cái sự liên hệ mật thiết. Thì quý vị phải để ý là cái tâm xử lý cuối cùng này với tâm tục sinh đó, nó có liên hệ với nhau ba phương diện. Thứ nhất á, là nếu cái tâm xử lý sau cùng là tâm bất thiện á, thì tâm tục sinh sẽ là cái tâm quả bất thiện và bò bất thiện. Hay là tâm xử lý này là tâm thiện hợp trí vô trợ, thì cái tâm quả tục sinh, cái tâm tục sinh cũng là tâm quả hợp trí vô trợ. Thí dụ như vậy. Người nào học thắng pháp và nhìn vào biểu đồ đó, thì quý vị nhìn thấy cái chỗ để là tâm tục sinh, và trước tâm tục sinh có tâm tử, trước tâm tử có như là chúng tôi để ở đây là hai tâm dư hưởng chẳng hạn. Trước hai tâm dư hưởng thì có cái năm cái sát na, chúng tôi biết chữ Hoa năm sát na tâm xử lý. Thì năm sát na này nó tác động trực tiếp, nó tạo ra cái nó tạo ra cái tâm gọi là tâm tục sinh hay là kiết sanh thức, patisanti vinyana, một điểm mà tất cả chúng ta cần phải lưu ý. Rồi bây giờ ngoài cái việc mà nó tạo ra tâm tục sinh đó, thì thưa quý vị, cái tâm tục sinh đó nó sẽ có cái cảnh giống như là năm tâm xử lý. Năm tâm xử lý biết cảnh nào thì tâm tục sinh biết cảnh như vậy. Dạ. Đây là một điểm mà rất là quan trọng và cho cái kiếp sống mới của mình. Thí dụ như là cái tâm tục sinh cuối cùng là cái tâm năm cái tâm xử lý của diễn định tâm sau cùng đó, trước khi chết mà năm tâm đó có thấy một ở trong ba cảnh như chúng tôi nói, là một là sở hành, hai là nghiệp tướng, và cái thứ ba là cái dự cảm của kiếp tái sinh. Thì cả ba điều này đó, như chúng ta được biết là một người mà thường hay đi đánh cá, hay là thường đi dạy học, hay là thường tụng kinh, mà trong dịp cúng chót những cái hành động đó nó trạng lại, đây là sự trạng lại. Hoặc giả là họ có thể thấy những cái biểu tướng như người nông dân có thể thấy cái cài, hay thầy giáo thấy cục phấn, bảng đen, hay là người đồ tể thấy con dao chẳng hạn. Cái đó chúng ta gọi là một cái nghiệp tướng trạng lại, tức là một cái gì đó nó được trạng lại bên trong ký ức, gọi là nghiệp tướng. Và cái thứ ba được xem là cái dự cảm. Dự cảm tức là ở trong kinh có thường gọi là thú tướng, gatimnipitta, nhưng mà chúng tôi không muốn dùng chữ thú tướng, tại có nhiều người hiểu lầm. Ở đây là một cái dự cảm về cái cảnh giới tái sanh. Thí dụ như là mình sanh lên thiên cung thì tự nhiên mình có cái dự cảm là mình thấy là có tòa lâu đài, có mình bồng ở trên đây, cảnh đó rất là đẹp ở chung quanh con vật. Thì những cái dự cảm này đó nó là do cái chi phối của nghiệp về cái cảnh giới tái sanh của mình, và sanh vào địa ngục thấy lửa cháy, thấy nóng vân vân. Thì rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra cho những chúng sanh. Riêng về những chúng sanh sanh vào cõi sắc giới, vô sắc giới, thì họ không có họ sanh bằng tâm thiền, do vậy nó hơi khác hơn cái này một chút, và nó không có nghiệp và nghiệp tướng. Cái này chúng ta sẽ nói chuyện sau khi mà chúng ta bàn về người cõi và nghiệp. Thì như vậy sở hành, nghiệp tướng và dự cảm về cảnh giới tái sanh là ba cái cảnh
nó xuất hiện trong cái tâm xử lý, trong sát na xử lý sau cùng, và nó tạo nên một cái, nó lưu lại, nó lưu lại cái cảnh ở trong tâm tục sinh của kiếp kiếp kế tiếp theo. Cái này quý vị nên nên để ý cho, tại vì nó rất 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 là quan trọng. Và rồi sau năm sát na tâm xử lý đó, thì chúng ta lại có trường hợp là tâm dư hưởng, ví dụ như là hồi nãy chúng tôi nói rằng sẽ chỉ có năm sát na thôi mà không bảy sát na, tại vì tâm nó yếu rồi, cái tâm nó ở vào trường kết thúc. Nhưng mà tâm yếu không có nghĩa là cảnh yếu, không nghĩa cảnh yếu. Cái cảnh này đó, thí dụ như là một thanh niên không có biết đạo, không biết Phật pháp, không có tu tập, nhưng mà giờ giót nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật vì lòng bi mẫn, Ngài xuất hiện, Ngài cho thấy một cái hình ảnh rất là trang nghiêm thanh tịnh. Thì vị này phát tâm khoan hỷ với sự thanh tịnh cao cả của cái hình ảnh của Đức Phật, do đó vị này sanh về thiên giới. Thì khi vị đã thấy đó đó, thì do cái cảnh đó, cảnh đặc biệt đó, nó có thể sanh lên trường hợp là tâm tâm dư hưởng. Tâm dư hưởng tức là tâm nói sao, hay là có một người bình thường cũng thích nghe chư tăng tụng kinh, nhưng mà vào giờ chót á, thì lại có một số chư tăng đến, và những chư tăng này tụng kinh rất hay, tụng rất hay. Cách đây vài tuần á, chúng tôi có đi dự một cái đám tang. Đám tang mà trong cái ngày lễ di quan á, trong lễ di quan tức là sắp đưa đi hỏa táng á, thì lúc đó có cũng gần 20 vị sư có mặt, và cũng không biết vì lý do gì đó mà ngày hôm đó chúng tôi là người dẫn lễ, tức là chúng tôi sướng kinh lên, chúng tôi là người sướng lễ cho rồi chư tăng tụng kinh. Nhưng mà vì lý do đặc biệt đó, chúng tôi cũng ít bao giờ nghe, sau này mới nghe Phật tử nói lại, mà lúc đó tôi cảm nhận được là chư tăng tụng kinh rất là đều, rất là hay, và nghe rất là thiêng liêng. Thì vì đó trường hợp một người chết rồi, nhưng mà chúng tôi nói rằng cũng có những trường hợp có những người vào nhiều phút chót đó, chư tăng đến tụng kinh đó, tự nhiên họ cảm nhận kinh hay quá, lời kinh tụng tụng kinh nghe nghe hay quá, thì điều này nó cũng thể tạo nên cái tâm gọi là tâm tâm dư hưởng. Tâm dư hưởng. Và cũng có thể có trường hợp là không có tâm dư hưởng mà nó trả về với một cái tâm gọi là tâm tiềm thức hay là hộ kiếp, trước khi tâm tử. Và cũng có những trường hợp không có tiềm thức mà chỉ đi thẳng vào tâm tử thôi. Thành ra họ nói có bốn trường hợp. Một á, là trước tâm tử có tâm dư hưởng. Hai đó là trước tâm tử có tiềm thức làm trái đụng. Ba đó là trước tâm tử thì có cả tâm dư hưởng và có tiềm thức. Bốn á, là không có tâm dư hưởng, cũng không có tiềm thức nào xen vào, chỉ có tâm xử lý rồi sau đó vào đó tâm tử. Trường hợp có xảy ra. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến tâm tử đó, thì ở đây là một điểm mà chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử là cũng dựa trên thắng pháp Abhidhamma, thì mình tục sinh bằng tâm nào thì tiềm thức bằng tâm đó, tiềm thức bằng tâm nào thì tử cũng bằng tâm đó. Thí dụ như mình tục sinh bằng tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả, xin lỗi quý vị, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì cái gọi là tiềm thức của mình cũng cũng là tâm quả thọ hỷ hiệp trí vô trợ, và mình cái tâm tử nó cũng bằng tâm đó. Như vậy có được kết luận rằng tâm tử là một cái sát na tiềm thức sau cùng. Nói như vậy là sai, đừng nói như vậy. Đừng nói như vậy, nó giống nhau nhưng mà
tâm tử không phải là thứ tiềm thức bình tiềm thức trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó có cái vai trò đặc biệt, nó có cái chức năng đặc biệt. Chức năng đó là tâm tử. Nó cũng giống như trường hợp chúng ta nói rằng tục sinh bằng tâm nào thì tiềm thức hay là hậu kiếp bằng tâm đó, đúng. Nhưng mà chúng ta không thể nói rằng cái tâm tiềm thức hàng ngày, tiềm thức cố hữu, chúng ta tiềm thức cố hữu đó, nó là một nó là tâm tục sinh. Không phải tâm tục sinh, bởi vì gọi là tục sinh tại vì nó có cái chức năng khởi đầu kiếp sống, và còn tâm tử là nó có cái chức năng là kết thúc kiếp sống. Thì như chúng ta hiểu rằng mỗi người chúng ta sanh ra đó thì khởi đầu là nó có cái mãnh lực của sanh nghiệp. Sanh nghiệp tức là mình sanh ra làm đàn ông, đàn bà, sanh ra làm người ở Phi Châu, người ở Mỹ Châu, sanh ra làm người Đông Phương, người Tây Phương, làm nam, làm nữ, v.v. Và đó là cái tâm tâm tục sinh quyết định cái yếu tố đó. Nhưng mà rồi những cái tâm tiềm thức hay tâm hồn kiếp tiếp theo nó chỉ là một cái phiên bản, nhưng mà nó không còn có cái vai trò quyết định, nó không còn vai trò quyết định như là cái như là cái tâm tục sinh. Thành ra chúng ta phải phân biệt riêng là mặc dù nó cùng là một thứ tâm, tục sinh tiềm thức và tử, hay là tục sinh hồn kiếp và tử, nó cùng là một thứ tâm, nhưng mà ba thứ tâm này nó làm ba vai trò, có ba cái chức năng khác nhau, ba vai trò khác nhau. Thì cái chức năng của tâm tục sinh đó, đó là một cái sự thể hiện của sanh nghiệp, và cái chức năng của tiềm thức đó, gọi là trì nghiệp. Trì nghiệp, trì nghiệp tức là gìn giữ sự tồn tại, và cái chức năng của tâm tử là chấm dứt cái trì nghiệp đó. Chấm dứt trì nghiệp đó. Chúng tôi nói thẳng, chúng tôi cũng trở lại với một cái thí dụ là tâm tục sinh như là một cái công ty mình mới bắt đầu, và tâm tiềm thức nó giống như cái sự vận hành bình thường, lúc có khách hay không có khách. Và tâm tử là cái tâm cuối cùng để thu dọn, để chấm dứt cái cơ sở thương mại đó. Thành ra mỗi một cái thời khắc nó có một cái, nó có một cái trạng thái hoàn toàn khác nhau, thì chúng ta được nghĩ như vậy. Và chúng tôi nhắc quý Phật tử là cái tâm tử này đó nó có liên quan tới tâm tục sinh hết. Mặc dù sau tâm tục sinh thì nó là tâm tử, mà cái mà liên quan đến tâm tục sinh đó là năm sát na của tâm xử lý, và nó liên hệ quan trọng đối với tâm tục sinh. Về điểm này tất cả quý phải nhớ, tại vì thường thường ta nói à lúc chết rất là quan trọng, mình chết với tâm phiền não mình sẽ sanh vào cõi khổ, chết thì không có tâm phiền não được, và chết là bằng tâm tử. Và tâm tử nhiều lắm nó là tâm vô nhân và tâm quả, tâm quan sát vô nhân, chứ nó không không có chết bằng tâm bất thiện. Mình không chết tâm bất thiện, cái mình gọi là chết bằng tâm xấu thì cách đó là cách nói chúng ta nói chung chung vậy thôi. Chúng ta nói chung chung như vậy, chứ cái mà gọi là thiện bất thiện nó nằm ở cái giai đoạn xử lý, năm sát na xử lý sau cùng, năm sát na Javana sau cùng. Thì năm xử lý đó đó nó có thể bị chen vào bởi tâm tử, hoặc là chen vào bởi tâm dư hưởng, tâm một cái sát na tiềm thức, hoặc là không có tiềm thức và dư hưởng. Thì đó là như vậy. Thì thứ vì tâm tử nó có cái chức năng sinh, mặc dù nó cùng một trạng thái, cùng cảnh, cùng một loại tâm với tâm tiềm thức và với tâm tục sinh, nhưng mà nó có cái chức năng là chức năng kết thúc đời sống. Bây giờ thì chúng ta bước sang một cái kiếp sống mới. Sau tâm tử, sau sát na của tâm tử thì ngay lập tức sanh khởi cái sát na tục sinh. Hai sát na này, sát na tử và sát na tục sinh, tuy rằng chỉ là ngắn hơn là một khoảnh khắc búng móng tay, tại một khoảnh khắc tay tâm sinh diệt triệu triệu cái, mà ở đây chỉ là sát na này của sát na kia, nhưng mà nó thay đổi một trời một vực. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta sanh làm người,
và chúng ta chết bằng tâm tử. Ngay sau đó chúng ta sanh vào địa ngục. Thì cái tâm tục sinh đó, nó là một cái tâm thái, một cảnh giới khác, cái diện khác hoàn toàn hết. Dạ. Thành ra nó chỉ là một sát na thôi. Học thắng pháp có một điều rất là thú vị là khi chúng ta học về đắc đạo hay là học về hiện tượng tử sinh thì chúng ta thấy nó chỉ là một sát na. Và bây giờ đó thì chúng tôi nói chuyện hơi ngoài đề một chút. Và ngoài đề này cần thiết là vì để quý Phật tử khi học đó, quý vị nên hiểu là theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, không phải tất cả mà đa số những vị truyền tức Phật giáo Đại thừa đó, và đặc biệt Phật giáo Mật tông, thì có một cái hiện tượng mà người ta gọi là trung ấm. Trung ấm. Ở trong hiện tượng trung ấm này là một người sau khi chấm dứt cái kiếp sống này, và trước khi tái sanh vào cái sống khác thì có một cái trạng thái, một trạng thái gọi là vất vưởng ở giữa, và vất vưởng này để tìm cảnh giới thọ sanh, và có thể là một ngày, hai ngày, có thể là bảy ngày, có thể là năm ngày, bốn, chín ngày. Thành ra người ta có cái phong tục là cúng thất, thất thất cai tục, và có phong tục cúng thất như vậy. Thì có khi người ta gọi đó là hồn ma bóng quế. Hồn ma bóng quế tức là hồn ma vất vưởng. Hồn ma đó là những chúng sanh chưa đi sanh được. Dạ. Nhưng mà chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử học trong lớp Thắng Pháp này là theo Thắng Pháp Abhidhamma và theo Kinh Tạng Pali, bất cứ thời khắc nào ở trong đồng sanh tử này, chúng ta luôn luôn là một chúng sanh, chứ không có thời khắc nào chúng ta không phải là một chúng sanh, mà chỉ là một cái gọi là bán chúng sanh, hay là trung ấm, không phải là A, không phải là B, mà là cái gì đó ở giữa A và B. Chúng ta luôn luôn là một chúng sanh. Luôn là một chúng sanh. Thì có thể mình chết đi sanh vào thai vào khác, có thể chết đi sanh làm chư thiên, có thể chết đi sanh về địa ngục, có thể chết sanh làm ngạ quỷ, là Atula, chúng ta gọi là ma quỷ đó, hay là sanh làm bàn sanh. Nhưng mà sự tái sanh đó, nó phải diễn ra ngay lập tức, chứ nó không có một cái chen ở giữa là lúc đó chúng ta chưa hẳn là một chúng sanh, mà chúng ta là một cái hồn ma vất vưởng chừng đó. Trong này, ở trong Thắng Pháp thì không nói như vậy, bởi vì ở đây chúng tôi phải nói thêm quý vị nghe là lúc nào chúng ta cũng là chúng sanh đó. Đúng ra trong truyền thống của Phật giáo nguyên thủy đó thì không có phân biệt kinh cầu an và kinh cầu siêu. Không phân biệt kinh cầu an cầu siêu. Nếu quý vị sang bên Tích Lan thì quý vị thấy rằng bài kinh từ bi kinh Karani đó tụng ở trong mọi trường hợp cầu an và cầu siêu luôn. Tại sao chúng tôi nói không cầu an cầu siêu? Tại vì họ nói là cầu an là cho người sống, cầu siêu là cho người chết. Nhưng mà nếu mà nói cho cùng thì người sống và người chết đều là chúng sanh giống nhau hết. Ví dụ như là thân nhân của mình chết đi sanh làm người, hay sanh làm chư thiên, hay sanh là phi nhân, sanh một loài hóa sanh nào đó đó, thì lúc nào cũng là một chúng sanh. Và do vì cái năng lực của kinh đó, của lời Phật dạy đó, thì đối với tất cả chúng sanh tùy theo căn duyên chứ không tùy theo là như vậy. Vì vậy chúng ta hay có cách nói là người sống và kẻ chết, hay là người ở bên thế giới này, người ở thế giới bên kia. Nhưng mà cái đó là cái cách phân chia theo theo cái thường thức, phân chia cái nhìn thường tình, là mình là người sống thế giới này, người chết là sống thế giới bên kia, và hay là người đang sống trên truyền hay là sống ở trong địa cầu. Cái đó là cái đối thường của mình thôi. Chứ chúng sanh lúc nào cũng là chúng sanh. Chúng sanh lúc nào chúng sanh, tức là mình ở đây chết đi sanh làm người thì cái đời sống kế tiếp cũng là chúng sanh, đời sống này cũng là chúng sanh. Rồi, theo cái phong tục thì chúng ta hay có phân biệt kinh cầu an cầu siêu, chứ ở trên thực tế đó thì những bài kinh chúng ta gọi là cầu siêu đó, thì nó vẫn là những bài kinh có lợi cho người sống, cho những người như chúng ta, và những bài kinh cầu an thì cũng lợi cho những người phi nhân, chứ không phải là có bài kinh riêng biệt hay là có hai thứ chúng sanh là gọi là một cái là người sống hay là người chết. Người sống người chết chỉ giống nhau. Nghe nói như vậy nghe hơi kỳ, tại vì sao?
mình nghĩ rằng người chết là họ phải đi về về bên kia thế giới, hay là ở suối vàng hay cái gì đó hơi đặc biệt, hay là quan hệ uẩn tử gì đó, không phải. Và lúc nào trong đời sống của chúng ta cũng luôn luôn là một chúng sinh. Thì thưa quý vị, sau cái tâm tử thì tâm tử chấm dứt, tâm tâm tục sinh đó, nó sanh lên. Và tâm tục sinh này đó, nó là một cái sát na, một sát na rất là mãi mãi, rất là bé nhỏ trong đời sống. Nhưng mà tâm tục sinh này nó là chứa đựng tất cả những cái gọi là quyết định tánh. Quyết định tánh tức là những yếu tố quyết định cho chọn kiếp sống mới. Chúng tôi đưa ra hai thí dụ là quý vị thấy có nhiều khi mình lấy một cái hộp hộp cải, và hộp cải rất là bé nhỏ, rất là li chi, rất là bé nhỏ. Nếu mình tán nhuyễn ra thì mình chẳng thấy gì trong đó. Nhưng mà thật ra trong cái hạt giống bé nhỏ đó, nó đã chứa đựng những cái công thức là cây cải lớn lên thuộc về cải ngọt, thuộc về cải làng, thuộc về cải rổ, hay là hương như vậy, sắc như vậy, mùi vị như vậy, bông hoa như vậy, là ở trong đó nó đã chứa đựng rồi. Thành ra cái sát na tục sinh tuy rằng là một cái sát na mà nó rất là nhỏ, rất là vi tế, rất là vi tế bắt đầu cái sống, nhưng mà trong đó nó chứa đựng quyết định tính cho cả cái kiếp sống còn lại. Và nói nó là một thí dụ của tất cả vật chất đó. Hồi nhỏ chúng tôi đọc ở trong kinh có nói về cái sự thụ thai, và cái trong lúc thụ thai thì cái chúng ta gọi là cái phôi thai, cái sự sống đó mình bắt đầu á, thì các vị ở trong kinh đó là nó nhỏ nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi mà các vị dùng thí dụ này, các vị nói là lấy cái lông con nhím á, nhúng trong dầu rồi rảy 7 lần, rồi cái còn lại chút ít ở trên cái đầu lông con nhím á, nó đã nhỏ rồi mà cái thay vào bắt đầu từ cái trạng thái nhỏ hơn như vậy. Mình nghe kỳ quá, ô sao sự sống bắt đầu kỳ cục vậy, sao nó nhỏ như vậy. Nhưng mà ngày nay với cái kính hiển vi thì chúng ta biết rằng tinh trùng của người nam và noãn châu của người phụ nữ kết hợp với thức trái xanh thì cái tinh trùng nó nhỏ lắm. Người ta không thấy được cái con tinh trùng đó được, và không thấy được con tinh trùng đó được bằng mắt, phải đưa lên kính hiển vi. Thì ra càng học về sau này thì chúng ta mới hiểu được tại sao ngày xưa có những thí dụ như vậy. Nhưng mà cái sự bắt đầu cuộc sống mà bằng bằng cái sự thụ thai tương đối rất là vi tế về nó vẫn còn lớn so với tâm tục sinh. Tâm tục sinh là một sát na, thưa quý vị, một sát na đầu tiên của kiếp sống. Thì nếu trong sát na đó là nó quyết định là đó là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân, sát na nó quyết định là chúng ta là chư thiên, là loài người, là cầm thú, là ngạ quỷ, chúng sanh sống trong địa ngục. Sát na nó quyết định là chúng ta sẽ là người sanh ra với tâm họ tâm quả thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, hữu trợ hay vô trợ, vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái sát na nó quyết định rất là nhiều. Và ngay sau sát na đó thì có 14 cái sát na tiềm thức sanh khởi. 14 sát na tiềm thức này chúng ta gọi là hộ kiếp đó. Thật ra 14 sát na tiềm thức này đó, nó là một thứ tâm y hệt như tâm tục sinh, nhưng mà có khác là nó sanh sau tâm tục sinh, do đó không có tính chất quyết, nó không có mang những yếu tố quyết định như tâm tục sinh, nhưng mà nó là một phiên bản của tâm tục sinh thôi. Dạ, một phiên bản như tâm tục sinh là giống như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là như là một người họ tạo lập ra một cái cơ sở thương mại. Khi cơ sở thương mại nó mới dựng lên đó thì nó có khác có lạ này đó, nhưng mà bắt đầu từ những ngày tiếp theo trở đi đó thì nó chỉ là một cái sự lặp đi lặp lại của những gì đã thiết lập thôi. Và cái giây phút ban đầu nó rất là quan trọng, giây phút ban đầu rất là quan trọng. Và tại sao luôn luôn cần đến 14 cái sát na
của cái tâm gọi là tiềm thức hay là hộ kiếp này. Lý do rất là đơn giản, thưa quý vị, khi mà cuộc sống mới bắt đầu đó, thì các cái hoạt thức, và hoạt thức mà trong giáo trình truyền thống là tâm khách quan á, nó không có làm việc được liền, mà nó cần có một cái một cái tiến trình của các cái tiềm thức là 14 sắc na. Và điều này đó nó lại có một lý do khác mà chúng tôi chỉ nói sơ thôi, chứ chúng tôi không có đào sâu thêm. Bởi vì thưa quý vị, học xong sắc pháp chúng ta sẽ hiểu điều này, là tâm thì nương ở ý vật. Dạ, những chúng sanh sanh trong cõi ngũ uẩn thì tâm phải nương ý vật, và khi họ sanh như vậy đó thì cái vật chất, dạ, cái vật chất nó cái vật chất gọi là cái thể chất đó, nó rất là chậm so với tâm pháp. Sắc pháp sanh chậm hơn tâm pháp 17 lần. Dạ, hơn sanh pháp 17 lần. Do vậy, khi mà cái tâm hộ kiếp hay là tiềm thức mà nó nương ý đó, thì bắt buộc nó phải có thời gian để cho cái sắc ý vật được hình thành đầy đủ. Dạ. Cái này khi mà mình học qua phần sắc pháp thì chúng ta sẽ học thêm. Dạ, chúng ta sẽ học thêm về điểm này. Ở đây thì chúng tôi thưa quý vị rằng, tại sao mà ở trong kinh á không có nói rằng ý, thí dụ nhãn thức á, thì có nhãn căn tức là con mắt là hình dạng như vậy, rồi nhĩ căn là hình dạng như vậy, mà ý căn á, thì lại không nói. Và không nói ở đâu, không nói là óc, không nói là tim, không nói là máu trong trái tim, không nói máu trong trong thân, không nói thần kinh. Bởi vì như vậy là khi mà chúng ta khi mà chúng ta tái sinh đó, thì trong một cái sự phôi thai, trong cái phôi thai nhỏ bé nhất, đầu tiên mà tinh trùng của cha, nõn trâu của mẹ gặp nhau cùng với thức tái sinh đó, thì lúc đó thưa quý vị, những cái như là tim là ốc nó chưa có, và tim và ốc vẫn chưa có, nhưng mà đã có tâm và đã có sắc ý vật rồi. Dạ, tâm có sắc ý vật rồi, thì nên chi sắc ý vật đó, chỗ nương của ý đó, là không thể nói là đó là ốc, không thể nói đó là tim, v.v. Có dịp thì khi chúng ta học về sắc pháp, chúng ta sẽ đào sâu về điểm này. Nhưng mà thưa quý vị, là khi mà mình tái sanh thì sau tâm tục sinh là có 17 sắc na tâm tiềm thức, luôn có 17 sắc na tâm tiềm thức. Đó là một cái luật tự nhiên. Và sau 17 sắc na tâm tiềm thức á, thì nó là sanh khởi một thứ chúng ta gọi là năm cái sắc na tâm chavana, hay năm sắc na tâm xử lý. Mà năm sắc na này đó có cái đặc điểm là luôn luôn là tâm tham. Dạ, luôn luôn là tâm tham. Thì cái chữ tâm tham ở đây đó, quý vị hỏi là mới sanh ra mà tham, tham cái gì? Biết gì đâu mà tham. Nhưng mà thưa quý vị, dùng cái chữ tâm tham ở đây á, thì là tại vì trong 12 tâm bất thiện thì gọi là tâm tham thôi. Thế nhưng mà thật sự đó, chúng ta gọi là ái chấp. Dạ, chúng ta gọi là ái chấp. Thì bây giờ có 3-4 điểm mà 3-4 điểm này có thể gây ra rất là nhiều tranh luận. Dạ, gây rất nhiều tranh luận về cái tâm ái chấp này. Thứ nhất á, là có những sự sanh ra đời mà chúng ta nghe rất là thiêng liêng cao quý, như là Bồ Tát đản sanh chẳng hạn, thì khởi đầu kiếp sống á, thì ngài có sanh năm cái sát na của tâm ái chấp này không? Thì giả sử có, tất cả sự luân hồi sanh tử đều có năm sát na này hết. Nó tương tự như trường hợp như vậy, là người ta thí dụ là một con người sống ở nơi này dời sang chỗ mới, thì ở luôn cái mới đó, chưa biết là cái mới ra sao, nhưng mà đôi khi có cảm giác đầu tiên là có cái cảm hứng là thấy rằng đây là chỗ mới, đơn giản như vậy thôi. Dạ, thì chúng sanh mà còn có cái sắc dục, có dục ái thì còn sanh vào cõi dục giới, mà còn cái sắc ái sanh vào cõi sắc giới, và còn vô sắc ái thì sanh vào cõi vô sắc. Và trong cái ái này nó cũng có hàm tận vô minh. Dạ, tại vì vô minh tức là
nó thích mà thật sự nó không có, nó không có rõ được cái chân, cái chân đứng và sanh vào cõi nó có khổ hay không. Bây giờ nó thêm một cảnh này nữa là ngay cả chúng sanh sanh vào cảnh khổ như là địa ngục, mình nói bằng sanh thì cũng nói đi, địa ngục chẳng hạn khổ, nhưng mà cái diễn trình tâm đầu tiên nó vẫn là tâm tham, vẫn là tâm ái chấp. Ái chấp ở đây đó là một cái gì đó mà nó tự nhiên sanh vào chỗ mới thích rồi. Dạ, sanh chỗ mới thích. Có những người đó thưa quý vị là họ có cái thói quen là hãy mua được món đồ họ thích rồi. Thích là tại vì mua món đồ đó về có xài được hay không là chuyện khác. Ở đây nó có trường hợp ở đây nó có cái trường hợp là có cái tâm chúng ta nói về cái tâm gọi là tâm tham hay là tâm ái chấp sân nghi sau cái 14 sát na của thiền thức, mà tức là năm năm cái tâm xử lý đầu tiên luôn luôn là tâm tham, tâm tham tâm bất thiện. Và nếu người đó nếu chúng sanh đó là chúng sanh sanh trong cõi chúng sanh đó là chúng sanh sanh trong cõi dục giới thì luôn luôn là có đi kèm với hai cái tâm dư hưởng, hai tâm dư hưởng sinh vật của dục giới, bởi vì cái cảnh của dục giới là nó thô. Và chúng tôi lấy ví dụ là có những người mà họ hay ham hố về ăn uống, họ nghe mới nói được nghĩ ra để ăn là chỉ biết ăn cái gì họ cảm thấy vui rồi. Dạ, thì sinh vật của dục giới thường là có hai cái tâm dư hưởng do cái mãnh lực của ái mà ra, gọi là tâm dư hưởng. Rồi bây giờ thưa quý vị, sau cái tâm dư hưởng đó trở về với tâm tiềm thức hay là hộ kiếp, rồi là cuộc sống bình thường, cuộc sống bình thường tức là ở đây chúng ta chỉ nói đến cái diễn trình tâm cận tử và diễn trình tâm tục sinh. Quý vị nên nhớ là kết thúc một cuộc sống hay bắt đầu cuộc sống thì luôn luôn có tâm xử lý chỉ có năm sát na thay vì bảy sát na, năm sát na mà thôi. Tại vì sắp kết thúc thì tâm đã yếu và bắt đầu thì tâm vẫn còn yếu, tại luôn luôn chỉ có năm sát na. Đó là yếu về mặt tâm, nhưng về mặt cảnh đó, thì cái tâm cận tử đôi khi nó có những cái tác động bất sắc do cảnh ở bên ngoài như là lời kinh tiếng kệ hay tiếng khóc thân nhân một vật, thì nó luôn luôn nó thì trong những trường hợp như vậy nó có tâm dư hưởng. Và ở trong bắt đầu cái sống mới đó thì tâm dư hưởng là tâm luôn luôn xảy ra, nó đi theo sau cái năm tâm tham hay năm tâm ái chấp đó. Nên ái chấp đầu tiên luôn luôn có tâm dư hưởng. Thưa quý vị, trong cái diễn trình tâm thức này đó, thì có một số những cái điểm rất là quan trọng về cái cách tái sanh, sanh làm người này người kia thì chúng tôi lại không có đề cập ở đây, mà ở đây chúng tôi chỉ đơn thuần là nói về diễn trình tâm và tự cận tử và tâm tục sinh. Còn những cái cách tái sanh, thí dụ như có 20 cách tái sanh chẳng hạn, thì chúng tôi để qua cái phần người cõi và nghiệp đó. Tại vì thật ra trước đây chúng tôi có đề cập đến quý Phật tử một lần đó, là nếu sau này chúng tôi soạn giáo trình đó, thì cái diễn trình tâm này chúng tôi sẽ dạy ở phần sau khi học về sắc pháp. Sắc pháp, bởi vì nó có nhiều nhiều chi tiết của diễn trình tâm này mà nó cần đến nói về người, nói về cõi, nói về nghiệp, nói về sắc pháp, mà rất tiếc chúng ta học trước. Thành ra ở đây nó cũng là một phần chúng ta tuân theo cái tuân thủ với giáo trình truyền thống, nhưng mà sau này có dịp thì chúng tôi sẽ để phía sau. Rất tiếc là khi mà chúng ta đang giảng ở đây mà chúng ta giảng thêm điều đó đó, nó có thể hơi xa lạ với quý Phật tử. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn
kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở tại đây để chúng tôi đi qua một cái phần thảo luận khác. Chúng tôi thấy thượng tọa thực sự cố gắng đi ra đi vào nhưng mà thượng tọa hình như không vào được và không có cầm mic được, nên chúng tôi xin nhờ một vị nào trong room, có thể là Kumita Banya hay vị nào hoan hỷ đọc lại cho cái cho bài học ngày hôm nay. Sau khi quý vị đọc lại đó thì nếu chưa có thì tôi siêu vào và thì chính thì tôi siêu giảng, còn nếu không có thì chúng tôi sẽ trở lại với một cái bài giảng cũng dựa trên phần này. Nhưng tiếp theo có vị nào đọc được phần này, đọc lại những điểm chính chúng tôi được không? Có lẽ là cô Mitabanya không có mặt ở trước máy. Dạ, chúng tôi xin hỏi là cô Diệp Quỳnh có đọc được bài, có đọc lại được bài học ngày hôm nay không? Chúng ta cần đọc lại một lần nữa. Dạ, dạ thấy cô Mitabanya rồi, xin mời cô Mitabanya. Cô Mitabanya có thể cầm mic được, không phải chờ. Dạ, cô cứ cầm mic rồi nói. Cô Mitabanya nghe được không? Dạ vâng, con nghe ạ. Dạ, dạ, cô cứ bắt đầu. Dạ, dạ con xin đọc lại từ đầu ạ. Bài 81 diễn trình tâm nối kết tự sanh. Phần 3, diễn trình tâm cận tử và tục sinh. Diễn trình tâm cận tử trong bài học này nói về những trường hợp của tử sanh, của tất cả chúng sanh còn luân hồi. Tử hay sanh dù chỉ là một sát na, nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Hai trường hợp cận tử được phân định riêng biệt trong giáo trình truyền thống là: một, diễn trình tâm ngụ môn cử là trường hợp trong lúc lâm chung có các cảnh sắc, hình, khí, vị, xúc tác động tâm thức qua ngụ môn. Thí dụ, lúc mất nghe tụng kinh hay nghe tiếng khóc của thân nhân hoặc sự đau đớn của thân xác. Hai, diễn trình tâm ý môn cận tử là trường hợp cái chết xảy ra không qua ngụ môn. Trên thực tế thì rất khó cho một người quan sát bình thường biết được người mất có diễn trình tâm ngụ môn hay ý môn. Sự liệt kê tỉ mỉ của diễn trình tâm cận tử đôi khi làm rối trí người học, nên ở đây chỉ chú trọng đến những điểm quan trọng bằng cách đưa ra một diễn trình tâm cận tử và tục sinh tiêu biểu với những chú thích đáng ghi nhớ. Diễn trình tâm cận tử luôn luôn chỉ có 5 sát na tâm xử lý. 9 năm sát na tâm xử lý này quyết định tâm tục sinh. Chỉ có 5 sát na bởi vì cuộc sống hiện tại sắp kết thúc nên tâm yếu, cảnh vẫn có thể gây ấn tượng mạnh, nên vẫn có trường hợp sanh khởi hai tâm dư hưởng. Cảnh của tâm xử lý này tạo thành cảnh sát na tâm tục sinh và tiềm thức cho kiếp sống tiếp theo. Có những cảnh do sự trạng lại như sở hành, khamma hay nghiệp tướng, khamma, nimitta, cũng có cảnh ứng hợp với cảnh giới tái sanh, gati nimitta. Do sự yếu ớt của tâm lúc cận tử nên khoảnh khắc này rất dễ bị chi phối. Giữa chặng tâm xử lý và tâm tử có thể có hai tâm dư hưởng hay sát na tiềm thức hoặc không có cả hai. Điều này tạo nên sự liệt của nhiều diễn trình tâm cận tử khác nhau, nhưng chỉ là ghi nhận những gì có thể xảy ra.
không quá quan trọng để tạo nên những đồ riêng biệt. Tâm tưởng tuy có thể xem là sắc na tiềm thức và vành gã sâu cùng, nhưng chức năng có khác. Tâm tưởng chưa cảm mạnh lực nghiệp kết thúc đời sống hiện tại. Đời sống của chúng sanh thay đổi rất lớn, từ kiếp này sang kiếp khác, về chủng loại, tư chất, bản tánh. Chính tâm tưởng là dấu chấm hết. Tâm tục sinh khởi đầu kiếp sống với những yếu tố quyết định. Theo Thắng Pháp và Tăng Tạng Bali nói chung, đối chúng sanh còn luân hồi, thì sau sát na tâm tưởng của kiếp này, thì lập tức sanh khởi tâm tục sanh kiếp sau. Dù trường hợp sanh vào cõi vô tưởng, chứ không có giai đoạn trung ấm, không là bất cứ loài chúng sanh nào. Tâm tục sanh tuy chỉ là một sát na, nhưng chiêu cảm trọn vẹn mãnh lực của sanh nghiệp. Sát na tâm này mang những yếu tố quyết định cho cả kiếp sống mới. Một người tục sanh bằng tâm quả ly trí thì trọn kiếp không thể đắc thiền hay đạo quả. Tiềm thức là phiên bản của tâm tục sanh, nhưng không mang những yếu tố quyết định như tâm tục sanh. 14 sát na tiềm thức sanh khởi sau khi tâm tục sanh. Tiềm thức Pavanga là tâm chiêu cảm mạnh lực của trì nghiệp, nên Ngài Tịnh Sự dịch là tâm hộ kiếp. Hòa Thượng Minh Châu dịch sát văn là tâm hộ phần, có nghĩa là thành tố của sự tồn tại. Trạng thái giống như tâm tục sinh. Pati Santi Vinyana. Nhưng tiềm thức có chức năng hoàn toàn khác biệt. Vì kiếp sống mới bắt đầu nên bắt buộc phải có 14 sát na tiềm thức sanh khởi, như cách nói mới về với chỗ mới cần chút ổn định trước khi bắt tay làm việc. Đối với những cõi cảnh giới tục sanh ngộ uẩn, có cả vật và tâm thức, thì 14 sát na tiềm thức nối sau tâm tục sinh cần thiết cho sự tương thích giữa tâm và sắc uẩn. Hoặc thức đầu tiên là tâm xử lý. Chapana chỉ có 5 sát na và là tâm tham. Tất cả chúng sanh còn luân hồi đều có sự chi phối của ái tâm hạ, nên hoặc thức đầu tiên hiện khởi là tâm tham, dù là trong cảnh vui hay khổ. Có thể nói điều này là một trong những lý giải tại sao luân hồi sanh tử luôn có sự chi phối của vô minh và ái. Bởi vì quá mới nên tâm chưa đủ mạnh, nên hoặc thức xử lý chỉ có 5 sát na. Tái sanh trong cõi dục giới có 2 tâm dư hưởng tiếp theo 5 sát na tâm xử lý. Vì tâm tham là hoặc thức đầu tiên sanh khởi, nên trong khi tái sanh trong các cõi dục giới luôn luôn được tiếp nối bằng tâm hưởng, vì tính cách thô thiển nhưng mạnh mẽ của dục giới. Một số chi tiết quan trọng khác của diện trình tâm tục sinh sẽ được nói tới khi sang phần người cõi nghiệp. Dạ vâng, chúng con kính cung thịnh thượng tọa Nhất Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ trở lại với đạo tràng chúng con. Nam mô Phật Thầy Giả. Xin cảm ơn của Phật Tà Bành Gia. Thưa Phật tử, những gì mà chúng tôi sắp tới sau đây đó, nghe nó giống như là ở ngoài cái đề tài, nhưng mà nó cũng góp phần thêm để chúng ta hiểu về cái tiến trình tử sanh được nói theo Phật Pháp nói chung và Thắng Pháp Tham Ma nói riêng. Trước hết đó là có cái hiện tượng thường xảy ra, thường xảy ra mà không phải trong Phật giáo, mà không phải là các đạo khác mà có Phật giáo mình đó.
Ví dụ như là những người sắp mất thì Phật tử thường tin rằng cách niệm tốt nhất cho người đó là niệm A Di Đà, tại vì bên Phật giáo Bắc truyền thì Đức A Di Đà là ngài có một cái danh hiệu là tiếp dẫn đạo sư, như ta nói tượng Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, là ngài cho tràng phan bảo cái rước về Tây phương Cực Lạc chẳng hạn. Thành ra có nhiều người khi mà thân nhân sắp mất thì cứ tập trung niệm A Di Đà, có khi họ niệm rất lớn, hay là họ tìm một vị linh mục đến để rửa tội. Có những người không theo đạo cũng rửa tội. Thì chúng tôi nhắc quý vị điều này là có thể làm cho một vài vị bị bích lòng, nhưng mà đôi khi cái điểm chính không phải là chúng ta niệm cái gì, mà chúng ta cũng phải để ý là cái phản ứng, cái tâm thái của cái người mất như thế nào. Cái đó quan trọng. Thí dụ như là bây giờ cái người này họ không tu theo Tịnh Độ Tông, họ tu theo Thiền Tông, hay là họ tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, mà gặp cái người sắp mất thì mình cứ A Di Nam Mô, gì Phật Nam Mô, gì Phật Nam Mô ai đó, thì chưa chắc là người đó an lạc. Ở trong mình, đời sống bình thường người ta đã không an lạc rồi, huống chi là chúng ta sắp lâm chung. Thật ra khi mình làm cái gì cho người mất á, mình đừng nghĩ rằng cái quan trọng là cái mà mình làm, mà chúng ta phải nghĩ đến là cái tâm thái của người mất. Cái này người ta thường người ta không để ý đâu, người ta nghĩ rằng à mình chỉ mình tụng cho nhiều, tụng cho lớn. Ngay cả trường hợp này thưa quý vị, nếu một cái người nào đó mà họ ghét nhà sư và họ thấy các nhà sư họ ghét, chứ bà vợ đi chùa mà ông chồng không ưa nhà sư, thì khi ông chồng lúc lâm chung, lúc hấp hối đó, thì nó không hẳn là rước chư tăng đến mà nó có lợi cho người đó. Cái này nó khó biết lắm, và rất là khó biết, bởi vì ngày xưa đó là có những cái duyên sự. Khi mà một người sắp mất như ông Cốc Cô Độc, ông nhờ một người làm ở trong nhà qua đảnh lễ Đức Phật và đến gặp ngài Xá Lợi Phất, nói là trưởng ông Cốc Cô Độc sắp đang ở trong cơn hấp hối sảnh ngày qua. Thì như vậy là cái người mất họ có tâm tha thiết, ông Cốc Cô Độc ông rất là kính ngưỡng ngài Xá Lợi Phất, thì chỉ riêng ngài Xá Lợi Phất đến có mặt cái là ông cảm thấy hoan hỷ rồi, chứ chưa chưa kể là nghe thuyết pháp được. Nhưng mà không phải ai gặp ngài Xá Lợi Phất cũng hoan hỷ hết. Thật ra về điểm này đó thì chúng ta khó nói lắm. Chúng ta rất là khó nói. Mình cứ làm theo cách là hãy thấy ai sắp chết cứ niệm Phật mà niệm thật là lớn, niệm rất là lớn, thậm chí bây giờ có để máy nữa, nhưng mà cũng hẳn là người đó họ nghe họ hoan hỷ. Không hẳn như vậy đâu. Chúng ta cố gắng hiểu rõ điều này. Cái sợ nhất trong cuộc đời này là mình làm cái gì mà mình không có hiểu rõ. Không có hiểu rõ đôi khi mà mình làm công việc nó phản tác dụng mà chúng ta không có biết được. Và điều thứ hai thưa quý vị, có nhiều người nói rằng quan trọng là cái giây phút cận tử, chứ trong đời sống hàng ngày thấy vậy chứ không có quan trọng. Nói như vậy nó không hẳn là sai hoàn toàn, nhưng mà phải coi chừng nó đôi khi nó có những cái sai rất lớn. Dĩ nhiên là ngay trong bài học này chúng tôi có nói rằng năm cái sát na của tâm xử lý, tâm Savana, cuối cùng là năm sát na đó nó quyết định cái tâm tục sinh là gì. Nhưng mà năm sát na đó đó mà nó là thiện hay bất thiện đó, thì nó không đơn giản tự nó quyết định được. Nó không đơn giản nó quyết định được, mà nó còn qua cái ảnh hưởng của đời sống hàng ngày. Bây giờ lấy thí dụ như là một người ngày nào cũng đi săn bắn, hay là một người ngày nào cũng làm những việc bất thiện, mà bảo rằng giờ chót á, mà tự nhiên người đó có thể có được cái tâm tốt, thì cái cơ hội đó nó hiếm lắm thưa quý vị, cơ may yếm lắm. Mà trái lại những gì đã làm trong đời sống á, nó ảnh hưởng đến đời sống mình hàng ngày. Chúng ta nên nhớ là theo giáo lý duyên khởi đó, thì có ba cái năng lực mà nó xoay tròn, nó tạo nên đời sống của chúng ta. Một là năng lực của phiền não, hai là năng lực của nghiệp, ba là năng lực của quả. Cái phiền não như chúng ta biết rồi, cái gì mình quá thích là tham, cái gì quá bực bội là sân, cái gì mình tán loạn hay là nghi hoặc cái đó là si. Thì tham sân si đó
nó có cái ảnh hưởng của nó. Như trường hợp một người mà trong đời sống hàng ngày họ có cái quán mà họ không có khéo, không có khéo suy nghĩ, họ cứ ghim ở trong lòng, có thể họ không nói ra ngoài nhưng mà họ ghim ở trong lòng, thì cái chuyện nguy hiểm cho họ là rất có thể là cái phiền não đó, cái hận thù đó, nó lại là một cái thứ tâm sanh khởi trong chót. Và họ nghĩ mình chết đi mà mình chưa có thanh toán món nợ, món thù này, mình chưa được trả thù, hay là cái thù nghe mình chết chắc nó hỉ hả lắm, vân vân. Thì cái sự suy nghĩ đó là cái bản lực của phiền não. Và do đó ngày xưa chúng tôi nhớ rằng các vị thiền sư, ngay cả như là sư trưởng cũng thường nhắc là có biết chứ, hãy mình làm cái gì mà mình để phiền não coi chừng buổi tối mình chết, mình chết bằng tâm phiền não đó, rất là nguy hiểm. Chúng ta nhớ là cái phiền não nó cũng chi phối một cách rất là đáng kể vào trong cái giờ phút cận tử của chúng ta. Rồi ngoài cái phiền não còn có nghiệp. Nghiệp ở đây tức là hành động và bao gồm cả thói quen. Và thì như chúng ta có đọc là trong cái năm cái sát na của tâm xử lý, nó thể xảy ra là sở hành, hay là nghiệp tướng, hay là cái dự cảm của cảnh giới tái sanh. Thì ở trong sở hành và nghiệp tướng nó vốn là do tác động bởi cái hành động, cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bà Dipama đó, bà có nói một câu là you never get away with nothing, tức là không bao giờ mà chúng ta có thể ra đi mà chúng ta phủi tay là mình không có để lại cái quá khứ, cái gì không phải như vậy. Cái gì mình làm, cái gì mình nói, cái gì mình hành động, cái gì mình cái phương cách mà mình nuôi mạng đó, mưu sinh như thế nào, nó ảnh hưởng cả nó tạo thành một cái gọi là một thói quen, nó tạo thành một cái nếp, và nó tạo thành một cái sức ảnh hưởng cho đến giây phút cuối cùng của mình. Đó chúng ta gọi là cái ảnh hưởng của nghiệp. Thật sự mà nói đó là nghiệp đó, nó không phải chỉ ảnh hưởng là do nó tạo quả không mà thôi, mà nghiệp đó, nó còn ảnh hưởng do cái thói quen này. Và ở trong kinh gọi là thường thân nghĩ duyên hay thường cần nghĩ duyên. Thật ra mình sống đó, thì mình nên coi lại là mình đang làm nghiệp gì. Thí dụ như mình là người Phật tử hiếu đạo, mình không đi làm cái nghề chuyên môn đi điều tra, chuyên môn đi thẩm vấn, đánh đập người khác. Mấy cái đó nó lâu ngày nó cũng tạo thành một cái nghiệp của mình. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử nếu mà chúng tôi nói điều này cho quý vị buồn nhé. Ở trong các nghề chúng ta thấy có nghề Phật tử không nên làm, đó là nghề luật sư. Luật sư ở Việt Nam biết sao, nhưng mà không phải tất cả luật sư đều xấu. Nhưng mà chúng tôi thấy ở bên Mỹ này có chuyện luật sư, đó là họ chỉ làm sao mà họ được tiền thôi. Cái người có tội họ cũng làm sao cho vô tội, mà cái người vô tội không kết án người có tội. Thật ra nếu mà mình làm cái nghề đó, mình khó có thể có cái tâm đó an lạc, cái tâm bình thường cũng thứ vị. Ta nói cái nghề dẫn đến nghiệp, nhưng mà đạo Phật đó là cái nghề dẫn đến cái thường nghiệp hay là thói quen. Cái đó, cái thói quen, cái thường nghiệp đó ảnh hưởng đến đến cái giây phút cuối cùng của mình. Mà thật ra chúng ta khó thoát khỏi cái thói quen lắm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một Phật tử nói với chúng tôi rằng đã mười mấy năm rồi, mỗi buổi sáng thức dậy nghe kinh ở trong phao thoát. Có bữa thì nghe những bài pháp rất là hay, có bữa nghe những bài pháp không hay, có nhiều bữa nghe toàn là những cái trục trặc kỹ thuật. Nhưng mà dù là hay hay là dù không hay, dù dở đi nữa, nhưng mà có nghe thì cái tâm nó vẫn cảm thấy bình thường. Bữa nào không nghe thì cảm thấy là nó thiếu cái gì đó. Thì thứ vì cái đó là cái thói quen. Thói quen buổi sáng chúng ta thức dậy uống cà phê, uống trà, buổi sáng thức dậy mở email ra hay là việc máy móc, tất cả thói quen. Vậy cái thói quen đó nó có một cái ảnh hưởng lớn trong đời sống. Thói quen đó, nó không gọi là quả của nghiệp nha quý vị nha. Ở trong giáo lý duyên hệ gọi là thường thân y duyên hay là thường cận y duyên. Nó là do cái tập quán. Trong lúc đó cái nghiệp, cái quả gọi là nghiệp duyên hay là quả duyên thì nó là khác. Do đó quý Phật tử phải cẩn thận là không phải cái nghiệp nó chỉ tạo quả mà thôi, mà nghiệp nó tạo thành thói quen của mình.
nó tạo thành một cái nếp trong trong đời sống. Nhất là thương nghiệp. Thương nghiệp là cái gì mình hay làm á, hay là một người làm chuyện gì để mình hối hận, thì cái hối hận đó nó ám ảnh lâu dài trong tâm tư của mình nhiều lắm. Thành ra mình phải cẩn thận, và phải cẩn thận coi mình làm gì, nhất là cái nghề của mình. Nhiều khi mình nói ô mình đâu có ác gì đâu, mình là luật sư, thì ta đến ta trả tiền cho mình làm theo cái yêu cầu của họ thôi. Thì có nhiều khi người có tội mình cãi sao cho hết tội, có nhiều khi cái đối thủ của thân chủ mình họ không có tội, mình làm sao mình buộc tội họ chẳng hạn. Thì mấy cái này mình phải nên cẩn thận, nên cẩn thận lắm. Nên 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 rất là cẩn thận, là cái nghiệp nó cũng ảnh hưởng. Và dĩ nhiên là chúng ta bị chi phối bởi quả của nghiệp. Quả của nghiệp. Cái quả của nghiệp này đó nó có một cái tác động lớn ở trong cái đối với cái tâm, gọi là tâm, đối với cái tâm mà chúng ta gọi là tâm xử lý sau cùng. Tiếc là hôm nay thượng tọa từ siêu bị trục trặc kỹ thuật không có thảo luận được, chứ nếu không thì chúng tôi sẽ nêu câu thảo luận này rất là thú vị. Tại vì mình đọc cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta có cái cảm tưởng rằng cái kiếp tái sanh đó, cái tâm tục sinh đó, nó được quyết định bởi cái gì? Bởi cái tâm xử lý, năm cái sát na xử lý sau cùng. Và năm sát na tâm xử lý đó nó không phải là quả của nghiệp, mà nó là cái tâm tạo nghiệp chứ không phải là quả của nghiệp, tại vì nó là có thể tâm thiện hay tâm bất thiện. Như vậy thì năm tâm xử lý nó có chịu ảnh hưởng của quả của nghiệp hay không? Dạ thưa có. Mặc dù khi mà chúng ta nói là vipaka dhamma ni vipaka dhamma thì có pháp là nhân, có pháp là quả, pháp là nhân, có pháp là phi nhân phi quả đó, thì mình nghĩ rằng năm cái tâm xử lý này nó không phải là quả của nghiệp. Nhưng mà chúng tôi đưa ra một cái thí dụ, và một cái thí dụ là một cái người có tu có phước, do có cái tu có phước đó đó thì cái nó tạo ra cái quả chiêu cảm cho cái thời khắc mà lúc chúng ta sắp sắp chết đó, tức là lúc chúng ta hấp hối, lúc ta lâm chung đó. Thì có những người mà không biết quý vị có tin hay không, chúng tôi thấy trong cuộc sống lạ lắm thưa quý vị. Có người mà rất là đông con cái, nhưng mà lúc 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 chết á, chết cu ki một mình thôi. Có những người mà chết đi mà thỉnh chư tăng không ra, có những chư tăng rất là đông. Có những người mà khi chết đi mà thứ vị cái do cái nghiệp của họ đó nó tạo cho họ nhiều cái thuận duyên, có nhiều cái nghiệp tạo cho họ nhiều cái chứng duyên. Thì cái quả của nghiệp ở đây chúng ta đừng nói cái tâm, mà chúng ta nói đến một cái bối cảnh. Ví dụ như là do mình có phước, do mình hữu phước hữu duyên, thì giờ chót á, là gặp được vị trưởng lão, gặp chư tăng, hay gặp được Đức Phật, hay giờ chót á, có người nào đó nói những điều gì tốt đẹp cho mình nghe. Còn mình vô phúc vô duyên đó, thì giờ chót mà cái người ở kế bên mình họ là cái người mà nhiều phiền não, họ hay nói nhăng nói cuội, kể lể trách móc việc này việc kia. Chúng tôi có biết được một trường hợp là có một bà cụ bị bệnh, mà đứa con gái nó ở gần nó chăm sóc cho bà cụ, mà nó cứ cằn nhằn là hồi trước là má thương anh hai anh ba gì đó, rồi má đâu biết bây giờ má bệnh nằm đây có mình tôi lo cho ai lo, ví dụ vậy. Mà cổ trách nhớ đỡ bà cụ nhắm mắt chết đi ra đi đó mà cổ không biết. Bà cụ chỉ còn hơi tàn mà không biết. Thì cái chuyện mà cô gái trách móc đó, nó là cái quả của cái nghiệp quá khứ để lại. Không phải là người nào mà lúc sắp mệnh chung đó, mà cũng cũng có cái cũng có cái bối cảnh tốt, và cũng có cái hoàn cảnh chung quanh thường duyên. Do đó năm cái tâm xử lý sau cùng, năm cái tâm đó không phải là tâm quả. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng cái giờ phút lâm chung nó cũng bị chiêu cảm về quả. Thành ba cái tác nhân của luân hồi là phiền não, nghiệp và quả đó, nó đều có những cái mãnh lực, và những mãnh lực đó nó đẩy mạnh, những mãnh lực đó nó chi phối vào trong những cái giờ phút mà chúng ta sắp lên chung.
Và thưa quý vị, cũng có một cái điểm khác ở đây mà chúng tôi muốn nói, đó là có một số trường hợp mà một người do làm thiện quá nhiều, nhưng vào giây phút cuối cùng lại sanh ra phiền não. Và do cái phiền não đó thì họ lại sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà khổ cảnh đó thì lại không lâu. Khổ cảnh đó thì lại không lâu. Lấy một ví dụ, chúng tôi thưa quý vị, trong đời chúng tôi giảng pháp á, ít bao giờ mà chúng tôi đưa ra những câu chuyện như chúng tôi sắp kể cho quý vị nghe. Bởi vì thật ra không khéo người ta có một cái hình ảnh sai về những vị đó. Nhưng mà có lúc chúng ta cũng phải nói thôi. Thí dụ như trường hợp vua Ba Tư Nặc, vua Ba Xê Na Đí có một người vợ là hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika là một người mà nhà vua rất là thương, rất là quý, rất là kính trọng. Bởi vì bà tuy là một người nữ nhưng mà lại có nhiều cái trí tuệ, nhiều cái nhìn rất là sáng, rất là thông, rất là dứt khoát như một người nam vậy. Và nhà vua rất là mến phục điều này. Thì trong cuộc đời của vua Ba Tư Nặc đó, thì cái việc mà nhà vua đến gần được đến Đức Phật, có tín tâm đến Đức Phật, và có khi hỏi Đức thỉnh ý Đức Phật về nhiều vấn đề, thì cũng nhờ vào cái sự cố vấn của hoàng hậu Malika. Nói một cách chung chung thì hoàng hậu Malika là một người Phật tử mà đúng cái nghĩa gọi là trọn tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, là phước rất là nhiều. Và chẳng những vậy mà hướng dẫn cho vua Ba Tư Nặc có chánh kiến, chánh tính. Nhưng mà bà lại có một cái chuyện riêng, chuyện riêng, cái chuyện cá nhân, nó có tác riêng tư mà nó không tiện cho bà nói, nó không tiện cho bà nói, cho giải thích cho nhà vua. Thành ra bà thấy nó khó khăn thôi, bà nói trớ đi, bà nói trớ đi. Bà nói dối, nói thẳng là bà nói dối. Thì cái chuyện nói dối nó phải chuyện lớn chuyện, nói dối lớn chuyện là có một lần là bà tắm ở trong phòng tắm và bà đem con chó vào trong đó, và nó cũng là cái chuyện tự nhiên của cuộc sống của bà. Vua Ba Tư Nặc đứng ở trên cao nhìn xuống thì nhà vua mới hỏi bà, thì bà khám phá rằng nhà vua có nhìn thấy, thành ra bà mới dùng cái trí của bà giải thích nó là một cái cảnh do những tấm gương nó phản chiếu, thành ra nó tạo ra cái cảnh như vậy chứ không hẳn là như vậy. Thì lời giải thích có tính cách thuyết phục, và nhà vua nghe theo bà. Chính cái sự nói dối của bà để cho nó qua chuyện đó, nó lại trạng lại ở trong tâm tư của bà. Nó trạng lại trong tâm tư của bà. Do đó khi bà chết á, thì bà là một người Phật tử, bà là người tin Phật, bà là người theo Phật, nhưng mà bà lại chợt ra cái ý nghĩ đó là có một lần trong đời mình nói dối với chồng mình, và cái sự nói dối đó, nó không có thiện. Và thưa quý vị, bà biết là sự nói dối không thiện, bà sanh tâm hối hận, và do sự hối hận đó sau khi chết bà sanh vào cảnh khổ. Thì vua Ba Tư Nặc á, khi mà hoàng hậu Malika mất á, nhà vua thương nhớ hoàng hậu lắm, mới đi đến gặp Đức Phật và định đến hỏi Đức Phật là Malika, hoàng hậu Malika đã tái sanh lại ở đâu. Thì Đức Phật ngài lại trong cái tuệ giác của một vị Phật á, ngài biết rõ về cái hạnh nghiệp của Malika, của hoàng hậu Malika, về cái cảnh giới tái sinh của hoàng hậu Malika, và ngài cũng biết rằng cái câu trả lời cho của ngài mà trả lời đúng như những gì xảy ra đó thì sẽ làm cho vua Ba Tư Nặc, làm vua Ba Tư Nặc có thể là sanh tâm phiền não mạnh mẽ, và điều đó nó rất là vô ích. Và chúng ta đọc trong câu chuyện đó thì có trường hợp là Đức Phật ngài đã can thiệp vào việc đó bằng cách là ngài dùng cái thần lực của ngài đó để khiến cho nhà vua quên đi câu hỏi đó, quên đi câu hỏi đó, không hỏi. Mặc dù 5 lần 7 lượt nhà vua đến gặp Đức Phật, nhưng mà ở trong hoàng cung thì lại nghĩ lần đến gặp Đức Phật để hỏi, nhưng mà đến đó thì Đức Phật ngài dùng cái thần lực và ngài nói sang chuyện khác khiến nhà vua quên đi nhiều điều muốn hỏi. Đây là trường hợp quý vị thấy cũng có nhiều khi mình
rất là chính Đức Phật này cũng thấy là không nên nói ra sự thật. Thì sau 7 ngày của họ Malika sanh vào trong cảnh khổ đó, thì thưa quý vị, do cái nghiệp nó quá yếu, nó quá nhỏ đó, nên cái kiếp thứ hai á, cái kiếp thứ hai của bà đó, kiếp tiếp theo của bà đó, nó đã chấm dứt trong vòng 7 ngày, đã hết 7 ngày để chấm dứt. Và hết 7 ngày chấm dứt là do cái phước của bà làm quá nhiều á, thì khiến cho bà sanh vào cõi an lạc. Thì vua Patina ngày thứ 8 trở lại gặp Đức Phật để hỏi. Lần này Đức Phật ngài không dùng cái ảnh hưởng bằng thần thông của ngài, mà đương thường ngài để tự nhiên. Thì giờ vua mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, Malika đã mất, con muốn biết là hoàng hậu Malika sanh vào cảnh giới nào. Thì Đức Phật ngài nói là hoàng hậu Malika sanh vào cảnh giới an lạc như vậy đó. Ngài không có đề cập đến 7 ngày vừa qua hoàng hậu Malika đã sanh vào cảnh khổ. Thì câu chuyện này nó hơi dài dòng một chút, và nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà chúng tôi kể quý vị nghe để thấy rằng nó có nhiều trường hợp mà trong giây phút cận tử đó, có những cái nghiệp mà nó chen vào, nó chen vào. Tuy rằng nó xuất hiện vào giờ chót, nhưng mà nó lại có cả ảnh hưởng, và cả nó tạo nên sự tái sanh của đời kế tiếp. Nhưng mà nó cũng yếu lắm thưa quý vị. Và thường thường thí dụ như ở trong đời sống mình sống rất là hiền, sống rất là thiện, mình lỡ ở trong giây phút chót á, mình làm sai, mình nghĩ sai đó, thì nó chỉ tồn tại một lúc á, rồi rồi sau đó nó sẽ trở lại cái bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là có những người mà họ làm rất là nhiều chuyện tốt, nhưng mà họ lỡ nói ra một lời nói gì đó, mà lời nói đó nó không được đẹp, thì bỗng nhiên người này người kia nêu lên vấn đề đó, nó làm cho họ bị phiền não, nhưng mà cái chuyện nó sẽ không lâu. Nếu người đó biết, người đó chỉ cần xin lỗi hay là để cho chuyện đó qua một thời gian qua, thì những cái lớn lao mà người đó làm người ta sẽ nhớ, chứ người ta không có ghi cái chuyện cái khoảng khoảng thời gian mà họ phiền não đó là chuyện lớn việc. Thì cũng tương tự như vậy, thành ra chúng tôi rất là sợ quý Phật tử khi mà đọc trong kinh, hay là như là kinh Đại Kinh Phân Biệt Tuệ Nghiệp, hay là trong bài học ngày hôm nay, quý vị thấy rằng ồ, như vậy đời sống bên quá, đời sống bấp bênh quá, mình có tu thế nào, mình làm phước thế nào, mình tin Tam Bảo thế nào, mình giữ có con thế giới thế nào, thấy vậy chứ nó không chắc ăn. Tới giờ chót lỡ tâm bất thiện, mà rất có thể tâm bất thiện sẽ làm sanh khởi, thì mình sanh vào khổ. Đừng nghĩ như vậy. Chuyện đó có xảy ra, nhưng mà với một người mà có cái tính tâm mạnh mẽ và có lòng thiện pháp á, thì nếu cái chuyện có xảy ra thì nó xảy ra trong một thời gian ngắn. Có một phần lần hoàng thân Mahanama đến gặp Đức Phật, và hoàng thân có vẻ băn khoăn về cảnh giới đời sau. Đức Phật dạy rằng một cái người mà trọn tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thành tựu được những thành tựu đó, thì không phải lo lắng về cảnh giới tái sanh đời sau. Thì mới nghe thì dường như là lời nói này mâu thuẫn với ở trong kinh Đại Kinh phân tích về nghiệp. Bởi vì trong Đại Kinh phân tích về nghiệp, Đức Phật nói không có gì chắc chắn hết. Không chắc là người làm ác sẽ sanh vào cảnh khổ, mà không chắc là người làm thiện sanh vào cảnh vui. Thì cái lời nói đó nên hiểu trong một cái ngữ cảnh, trong một context khác với ở tại đây. Chúng tôi này thì nghe nó hơi lạ với nhiều Phật tử, đó là thật ra có chuyện rất là quan trọng mà người Phật tử không học. Ví dụ như ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, mình cũng nghe là ứng cúng chánh biên thi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, hay là chánh pháp do Phật thiện thiết thực hiện từ vượt ngoài thời gian đến chứng ngộ. Mình nghe thì mình nghe về chứ mình không để ý, nghe không để ý, và cũng có cần thấy không cần phải để ý. Nhưng mà thật sự những điều đó đó cho chúng ta được cái thành tựu gọi là niềm tin đối với Tam Bảo. Còn trái lại đó, cho dù ví dụ quý vị niệm Phật, tên của Đức Phật nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, mà quý vị cả trăm ngàn lần, như rồi niệm chỉ là cái tên của Phật thôi,
thì thật ra không có lợi lạc cho bằng chúng ta hiểu ân đức của Phật. Và đây là một cái điều bất hạnh cho người Phật tử, cho người Phật tử Việt Nam, là cái tên ra tên một vị Phật, một vị Bồ Tát ra niệm, mà trong lúc đó chúng ta không có cảm nhận được cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Thật ra nếu mà chúng ta là người hiểu Phật Pháp, thì chúng ta sẽ biết chỗ nào là chỗ quan trọng, chỗ nào là chỗ nên làm. Ở trong đời sống, mà mình là người Phật tử, mình nói quy y Tam Bảo, mình thọ niệm Pháp mà mình không thành được niềm tin, thì thật ra là tội nghiệp cho mình quá. Mà nói thành tựu niềm tin Tam Bảo, mình không biết ân đức Phật là gì, ân đức Pháp là gì, ân đức Tăng là gì, cũng tội nghiệp cho mình nữa. Mà cái này cái mà chúng ta không để ý, thưa quý vị. Cái không để ý, chúng tôi mới đây có một Phật tử ở tại chùa mất, mà người Phật tử đó chúng tôi rất là quý, rất là kính trong đời. Và ở trong đời chúng tôi chỉ có một vài người mà thật sự chúng tôi đem tâm quý kính, mà người đó là những người Phật tử cư sĩ. Thí dụ như cô Bảy Minh Phúc, hay là cô Phật tử chùa là cô Từ Thuận mà vừa mới mất á. Thì bởi vì trong đám tang này đó là hồi xưa trong gia đình cô Từ Thuận, chồng cô Từ Thuận hay là mẹ cô Thuận, hay là những người thân nhân của người mất, em cô Từ Thuận mất á, thì cô hay mời chúng tôi đứng ra chủ trì quyết định tất cả những công việc liên quan đám tang, và đám tang của cô cũng vậy. Thành ra gia đình để chúng tôi tổ chức á, thì cái chuyện mà nghi thức tụng niệm thì có chứ không phải không có, nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức những cái phước sự ở tại chùa, hay là những cái buổi tu học, và trong những buổi tu học đó để hồi hướng công đức. Và trong buổi này thì chúng tôi cũng phải nói thật là hầu hết chúng ta những người Phật tử khi có thân nhân mất á, thì mình lo nặng phần trình diễn, nặng phần hình thức thôi, chứ chúng ta rất ít khi làm phước để hồi hướng cho người đã quá vạn. Và một cái tệ nữa đó là có thể chúng ta bỏ rất nhiều tiền mời một số các thầy về để tụng kinh, để tụng kinh rất lâu, tụng kinh 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cũng không chắc là tụng kinh đó mình có phước để hồi hướng cho người mới quá vãng nữa. Cái gì mà mình có hồi hướng là cái gì mình tạo bằng phước, tự tay mình làm hay là mình tạo phước, mà nó là một phước sự hẳn hồi. Thì cái phước mình sẽ hồi hướng cho người mất, thí dụ bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân, mình có tạo phước mới hồi hướng. Chứ tối ngày mình cứ cầu phước, mình cứ cầu nguyện hoài, mình không có phước sao hồi hướng được. Vì vậy á, trong cái đám tang của Thuận, cũng như là những đám tang mà tôi là người hướng dẫn, thì chúng tôi luôn nhắc quý vị rằng mình làm cái gì đó để tạo phước. Thí dụ như là mình bố thí cho người nghèo, mình trai tăng, hoặc giả là mình giữ bát quan trai giới một ngày, hoặc giả là mình ngồi một chỗ mình niệm tâm từ, niệm hơi thở, những cái điều đó xong rồi mình hồi hướng phước cho chư thiên, hồi hướng phước cho những người quá vãng. Còn nếu chúng ta không làm những chuyện đó mà mình bỏ ra số tiền lớn cho một số thầy, nghĩ rằng quý thầy đã tụng là sẽ đi siêu, thì thưa quý vị, cái đó cái tội nghiệp chúng ta lắm. Tại vì thực tế ở trong kinh không có dạy như vậy. Ở trong kinh không có dạy chúng ta là có một cái nghi thức nào đó rồi mình tụng cho siêu. Và Đức Phật ngài cũng dạy một điều rằng cục đá nó nặng nó chìm, và mọi người xung quanh cái hồ mà cầu nguyện làm sao cục đá nổi sao mà nổi được. Nhưng mà như vậy điều đó không phải Đức Phật ngài phủ nhận là chúng ta không làm được gì cho người mất. Ở trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật có dạy rằng một trong năm bộ phận mà người con nên làm là cha mẹ chết á, thì nên tạo phước để hồi hướng. Đó là trong kinh Singalovada, ở trong trừ bộ kinh quý vị thấy. Và chứ không phải là có nhiều vị nói rằng người chết là thôi mình không có cần phải hồi hướng, không phải như vậy. Nhưng mà phải nói một điều rằng đa chúng ta đó đối với người mất á, là chỉ nặng phần trình diễn, nặng cái phần hình thức, mà chúng ta không xem thực chất đó là gì. Cái đó là cái tội nghiệp. Bây giờ mà chúng ta có người thân bị ở trong tù, hay thân ở người thân ở trại tị nạn, mà ở ngoài này chúng ta kêu gào khóc lóc thì cũng không giúp cho người đó được nhiều. Hay hoặc giả là tối ngày chúng ta cứ chạy đi năn nỉ người này, năn nỉ người kia, mà chúng ta không có những hành động thiết thực ấy, thì cũng không giúp được cho người đó. Dạ. Đối với người Phật tử, khi mà thân nhân quá vãng, mình nên biết cái gì mình nên làm, và kể cả cái sự chuẩn bị cho bản thân của mình. Dạ. Yeah, chuẩn bị cho bản thân của mình, cái này rất là quan trọng, là mình coi rằng ở trong đời sống cái gì mình nên nhớ, nên biết, nên suy nghĩ, chứ không phải là mình chỉ làm theo phong tục, làm phong tục xưa bài nay làm. Và chúng tôi cũng có nhắc quý Phật tử tối qua đó, trong lúc tụng kinh chúng tôi nhắc quý Phật tử một điểm rất ư là quan trọng, là thường ở trong những tang lễ đó thì
người ta hay bị rơi vào trong tình trạng là người Việt Nam chúng ta đó, là nhiều ý kiến. Dạ, ví dụ như là cô Từ Thuận nằm xuống đó. Vì thật ra thì chúng tôi có cái hướng dẫn cho gia đình cũng rõ ràng, nhưng mà rồi cũng có số người thế này kia trong gia đình hay người quen xa gần họ đó, tại sao không làm này, tại sao không làm kia, tại sao không làm cái nọ đó, thì họ là những người tạo nên cái tình trạng gọi là làm cho tăng gia bối rối. Dạ, làm tăng gia bối rối. Mà cái sự bối rối tăng gia đó nó không có lợi cho sự hồi hướng công đức, cho chuyện là phước phước. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái này, thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy trong kinh đó, là khi mà mình tạo phước mà mình có phước á, thì gọi là ở cái điều kiện tốt nhất là cái người người bố thí là tâm thanh tịnh, mà cái người thọ thí cũng là tâm thanh tịnh. Nên được ví dụ như là khi mà mình gọi là gieo lúa xuống tốt á, thì nó phải hai yếu tố là hạt giống phải tốt, mà đất cũng phải phì nhiêu, đất màu mỡ. Nếu hạt giống tốt mà cái hạt giống mà đất đai nó cằn cỗi đó, thì lúa nó không tốt. Mà cái đất đai màu mỡ phì nhiêu mà hạt giống cằn cỗi thì nó cũng không có tốt. Hạt giống nó không tốt thì nó cũng không tốt. Vì nào mà có làm rẫy rồi đó thì mới biết là cái hạt giống nó quan trọng như thế nào. Thành ra khi mà chúng ta có cái ý nghĩ là hồi hướng phước cho người quá vãng, thì cái yếu tố rất là quan trọng là tâm của chúng ta thật sự phải rất là thanh tịnh. Dạ, rất là thanh tịnh. Khi mà những người thân của chúng tôi mất, thưa quý vị, và ở trong đó có ngài hòa thượng thân mẫu của chúng tôi là mẹ chúng tôi, hay là hòa thượng Hộ Giác, hay là năm rồi sư trưởng mất, thì chúng tôi lại chưa có làm được như mình muốn. Là ngoài những cái lễ trai tăng làm phước ở chùa đó, thì chúng tôi thường đi sang bên Miến Điện hay là Thái Lan hay Lào, đặc biệt là Miến Điện, để tạo phước hồi hướng. Thì có thể quý vị thắc mắc, ủa tại sao mình làm phước, mình không làm ở Houston, Houston làm phước được mà, Thỉnh Chư Tăng đến làm phước, hay là sư tu lâu sao xảy đi câu nệ hình thức ở ngoài như vậy. Nhưng mà chúng tôi thưa với quý Phật tử như vậy, là có cái lý do mà chúng tôi sang các nước Phật giáo chúng tôi làm phước. Là thứ nhất là khi mà chúng tôi rời khỏi Houston và không phân sự, thì chúng tôi qua đó bằng một cái tâm rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông á, như bên Lào, bên Thái Lan, bên Miến Điện á, thì nó có một cái hình thức làm phước rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại lại làm được rất nhiều. Đó là Chư Tăng đi khất thực mỗi buổi sáng. Như ở Luang Prabang ở bên Lào, hay là ở Chiang Mai ở bên Thái Lan, hay là ở Mandalay ở bên Miến Điện đó. Có khi có những ngã ba đường đó mà buổi sáng có cả hàng ngàn vị sư đi khất thực. Và những vị này đi, khi mà chúng tôi nhìn những cái vị này đi khất thực giống như một dòng chảy, chúng tôi cảm nhận cái sự tồn tại của tăng bảo trên thế gian này. Và đặc biệt là khi mình cúng dường cho những vị đi khất thực, gọi là cúng dường vô phân biệt. Chư Tăng đến thì mình đặt bát vào, chứ mình không có kể đó là hòa thượng tượng tọa bị lớn bị nhỏ thì kheo sa di, cứ đặt bát vào. Và mình cũng phân biệt là thân sơ, không phân biệt là thế này thế kia, mà tất cả đều đều cho, kể cả các cô tu nữ đi khất thực, thì chúng tôi cũng là phước. Và chúng tôi thấy là phước tâm mình nó nhẹ tên, tâm mình nó rất là thanh thản, rất là an lạc và rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Ở trong đời của chúng tôi, thưa quý vị, những giây phút mà chúng tôi làm phước thật sự hoan hỷ nhất á, là giây phút mà chúng tôi tổ chức những cái buổi cúng dường khi Chư Tăng đi khất thực, mà Chư Tăng với mình không có hẹn nhau trước. Cái đặc biệt trong đạo Phật là người cho thì đúng pháp, mà cho với sự kính trọng, người nhận cũng đúng pháp mà nhận với sự kính trọng, mà cho xong nhận xong không ai làm phiền tới ai, không ai làm phiền tới ai. Chứ tôi thấy bên bên Mỹ á, nó có cái chuyện trường hợp như vậy là bây giờ một quý vị có tiền, quý vị cúng cho ngôi chùa là sau đó có nhiều người khác đến gõ cửa xin nữa, hay là ngôi chùa tiếp tục lỗi này đòi cái kia. Cái hình thức đó nó không an lạc. Chúng tôi rất là thích hình ảnh Chư Tăng đi khất thực, là Chư Tăng chỉ đi với bình bát trên tay và đi vào cái gì ta đặt vào mình biết cái đó rồi đi về, cũng có cần phải nghĩ rằng có họ cảm ơn, có tuyên dương công đức phải làm thế này thế kia. Thỉnh thoảng tất cả một số quốc gia là như ở Thái Lan á, Chư Tăng đứng lại tụng kinh chú nguyện vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng
đó là một cách làm phước rất là đẹp, tâm rất là thanh tịnh. Thành ra mình nhớ như vậy là khi mình tạo phước hồi hướng đó, tâm mình nó càng an tịnh, tâm mình nó càng ít trộn rộn, ít phiền não đó, thì cái phước nó càng nhiều. Quý vị nhớ trong kinh cúng dường phân biệt có câu Đức Phật dạy rằng cái phước báo đó, nó có bốn trường hợp là cái người cho thanh tịnh, cái người cho không thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh, có trường hợp người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh, có trường hợp người cho thanh tịnh và người nhận không thanh tịnh, và có trường hợp là cả hai đều thanh tịnh. Nó cũng là một quyết định rất là quan trọng. Thành ra nếu chúng ta là một người Phật tử hiểu đạo đó, thì đừng sách nhiễu, đừng làm phiền tăng chủ, đừng làm phiền cái người mất. Ví dụ như bây giờ cô Từ Thượng mất, và cô có cô con gái, con gái đang lo tang lễ. Cái giờ phút mà tang lo tang lễ cho mẹ là giờ phút mà rất thương mẹ, rất nhớ mẹ, đáng lẽ là nên để cho được yên tịnh, để nghe pháp yên tịnh, để làm phước cho hồi hướng. Thì bây giờ nó rối bời trăm muôn ngàn chuyện, và ai cũng nghĩ rằng chuyện nó tốt hết, gọi điện thoại đến phải làm cái này phải làm cái nhưng mà nó không có tốt. Thực sự nó không có tốt. Chúng ta nên hiểu cái đạo lý căn bản ở bên sau, ở đằng trong đó, để chúng ta thì giúp ích cho người khác. Và quý vị, điều sau cùng mà chúng tôi muốn nói trong bài học ngày hôm nay là khi mà chúng ta học vào một cái dòng tâm thức gọi là diễn trình tâm thức cận tử và tái sinh đó, thì chúng tôi mà thưa quý vị một điều rằng nếu người nào thật sự hiểu cái này đúng nghĩa theo thắng pháp thì chúng ta thấy rằng đó là một chuyến đi mà may thì ít mà rủi thì nhiều. Nó dễ xa chân lắm, thưa quý vị, dễ sơ sẩy lắm. Và con người chúng ta đó, thì chúng ta phải hiểu rằng vô minh và ái đó, nó đi theo từng sát na, chứ không phải là từng bước chân chúng ta. Nó từng bước chân thì nhiều, từng sát na. Và minh và ái đó, nó dễ tạo ra nhiều cái điên đảo trong đời sống này lắm. Rất nhiều cái điên đảo. Người nào phải hiểu cái này rõ thì chúng ta mới sợ luân hồi. Dạ. Nếu chúng ta chưa hiểu rõ thì chúng ta hay sợ hay luân hồi sanh tử. Nó phải là chuyến du lịch, và khi đi du lịch đó là mình có agent hay là có biết chỗ đặt vé máy bay rồi, có passport rồi, có tiền bạc qua đó, có hotel, có chỗ ở, có lịch trình đi thăm viếng vân vân. Nhưng mà đi thì nếu người nào không có kinh nghiệm thì nó đã nó dễ dàng để có những cái hệ lụy rồi. Đó là người người không kinh nghiệm là đi du lịch đó. Cái cuộc tử sinh đó, nó có trăm ngàn lý do để phiền, nó có hàng trăm hàng ngàn vạn lý do để có thể xa xảy. Bởi vì Đức Phật dạy rằng cái số chúng sanh mà sanh vào cõi an lạc rất ít, mà cái số chúng sanh sanh vào cõi khổ rất nhiều. Cái tỷ lệ so sánh giống như cái sừng con bò so với lông con bò, sừng bò thì chỉ có hai mà lông bò thì nhiều vô kể. Và khi mà chúng ta đi vào đoạn nhịp cầu sanh tử đó, thì giống như là mình dự một cuộc thi mà thi rất là khó, thi rất là khó. Người ta nói kinh nghiệm là một ông thầy khó tính, ông bắt mình thi trước là học sau. Nhưng mà phải nói rằng khi mà chúng ta đi qua nhịp cầu sanh tử thì cái khả năng mà chúng ta kiểm soát được thì hiếm lắm, rất hiếm. Khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì một á, là chúng ta nên tinh tấn. Tinh tấn làm cái gì đó để chuẩn bị hành trang. Tại vì không phải cô Từ Thuận chết không, mà tất cả chúng ta đều chết. Không phải một người nào đó là chết lịch sử, mà tất cả chúng ta đều chết. Không ai trong chúng ta, tất cả những người có mặt ở trong room này, nhiều lắm là 50-70 năm nữa chúng ta không còn nữa, rồi tất cả chúng ta đều phải chết. Và chúng ta có làm gì cho cái chuyến đi đó. Và thứ hai nữa đó là chúng ta học Phật phải nghiền ngẫm rất nhiều, để chúng ta thấy cái cuộc sống này nó là một cái dòng chảy của hiện tượng. Và trong dòng chảy hiện tượng đó đó, cái vui ít khổ nhiều, nhưng cái nguy hiểm là nhiều hơn. Để tâm của chúng ta hướng cầu giác ngộ giải thoát. Và chẳng những vậy mà khi chúng ta học vào những điều này đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống nó không phải chỉ có hiện tại, mà nó còn bị chi phối bởi nghiệp quá khứ, bởi những thói quen của quá khứ, và bởi rất nhiều lý do. Nên chi chúng ta phải có tư lương, phải có hành trang. Và ở trong đời mình có lần nào đó mình được làm phước đi hành hương chiêm bái Phật tích, hay làm những thiện sự, hay là học Phật pháp v.v.
thì chúng ta nên thường nhắc, thường nhớ, thường tâm niệm. Trước khi làm có suy tư rồi, trong khi làm có suy tư, nhưng sau khi làm cũng nên nhớ nghĩ lại. Cái nhớ nghĩ nó tốt thì chúng ta cũng xấu đâu, có lúc nào đó chúng ta sẽ rất cần những thứ đó. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ để kết luận cho phần lớp dạy tâm pháp hôm nay. Tiếc là thượng tọa từ siêu vì trục trặc đường nét, mấy mai còn bị trục trặc nhiều lần nên thượng tọa không có mặt được ở trong lớp học này, nên chúng ta chúng tôi giảng thêm một phần, nó không hẳn liên quan đến cái bài, liên quan trực tiếp đến bài nói về hiện tượng tưởng sinh theo thắng pháp, cái diễn trình tâm thức, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng cũng nghiệm thêm một số những cái áp dụng kiến thức Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có giáo trình tư ứng bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Trời Siêu. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Một cái thời gian. Sa thú linh thầy, con mới tâm bên nhà, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ trong các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, thừa tư công đức. Nguyện chánh trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yang kim chi kusala kamang kapa pangiri yang mamakaye na vaja manasa vidase sukatang katang Sanyino atiye yasanta sanyino gatang bunya palang mayan sape paki pawantu te ye tang gatang suwili tang gendang bunya palang maya ye jatan anacanan tidewa dan toa lime kayum sape lokam ye sata jiwanta arane duka manunyam po jalan sape con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền